chị cố gắng là mình nhớ nhớ chia sẻ livestream luôn giúp em được chưa? Đây các chị ơi, nhớ ui cái con áo này phê lắm, mặc lên rất là xoang, rất là choang choảnh cho em luôn. Đây các chị ơi, nhìn giúp em phê chưa? Chị Phương thu quả bolo ạ. Ok, chị Phương thu một cái này. Chị Phương thu một cái bolo này. Tiếp tục một chị nữa cho em nhá, 10.000 thôi. Chị Lân các chị 10k, đẹp lắm. Dáng này thì vô cùng đẹp luôn. Tiếp tục cho em nhá. Chị Lương Dương quả bolo ạ. Chị Lương Dương một cái này. Ok. Chúc mừng chị Lương Dương được mua một cái, chị Lương Dương này. Cố gắng nhớ like và theo dõi bếp nha mọi người nhá. Nhớ like và theo dõi bếp. Để lúc nào nhà em like mọi người sẽ có thông báo mình vào luôn nhá. Nhớ ấn like và theo dõi bếp nha các tình yêu ơi. Nhớ là like và theo dõi bếp. Để khi nào bên em like mọi người sẽ có thông báo mình vào luôn nhá. Chị tiếp theo này. Chị Duy Hoàng quá cô luôn. Ok, chị Duy Hoàng một cái này. Đẹp quá. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng sóng xa sóng sánh như ánh sương mai các chị, đẹp lắm. Những cái áo này các chị đi mua đâu được những cái áo như này nhà em là áo này là độc quyền nhà em bán cái giá này cho mọi người rồi, độc luôn đấy. Giá chỗ khác ít nhất phải 101 nhá, 101 một cái được chưa? Ít nhất chỗ khác là phải 101 một cái, nhưng nhà em bán trên các chị có 10k thôi, được chưa? Giá siêu rẻ, siêu béo, siêu đẹp, siêu tất cả đều siêu siêu. Lên đúng mã hay là bolo luôn cho em là ok nhá. Chị Vũ Mai Uyên là bolo. Ok. Chị Vũ Mai Uyên một cái này. Có chị nào mà nhận được kính nhà em chưa? Có bác nào mà nhận được kính nhà em chưa mọi người? Kính nắng thôi, đơn giản thôi. Cái này em đang đeo này, đang đeo ra trời nắng vẫn rất là ok. So với giá tiền mình bỏ ra thì cái kính này rất là ok luôn. Được chưa? Rồi chị tiếp tục cho em nha. Còn 4 cái nữa. Còn 4 cái chắc là 4 chị. Ê ơi, nó đẹp chưa? Nó thực sự là nó đỉnh quá các bác ơi. Thế em chốt quà rồi những lượt chia sẻ của các chị vào. Đấy, chị em mình càng chia sẻ nhiều, bình luận nhiều, nó sẽ tương tác nhiều thì mình sẽ được chốt nhiều. Tại vì sao có chị thì mình chốt được 2 mã, có chị thì không được chốt được mã nào. Tại vì các chị tương tác ít quá, mình bình luận ít quá, mình chia sẻ ít quá, máy tính nó không cập nhật được lượt chia sẻ của mọi người, phần mềm ý. Rồi, anh ơi chốt tiếp đi để anh. Nào lên 300 để tặng tiếp nào mọi người. Lên 300 để tặng tiếp cho các chị luôn, được chưa? Đấy, các chị ơi, lên đúng mã cho em là được nha. Chị Thu Thảo, chị Thu Thảo này. Ủa, con này theo đấy, tất cả họa tiết em đều theo. Chị Xin Châu, áo polo ạ. Ok. Đây còn 2 chị nữa. Tặng nốt cho 2 chị để sang tặng mã khác. Tặng nhiều lắm, hầu như là em xả con đi du lịch là có gì em ôm em tặng hết cho các chị. Chị Cao, áo polo ạ. Ok. Còn một chị nữa này. Kính cho em nhá. Úi dồi, kính này. Màu nâu trà, màu trắng. Kính này còn ít. Kính này thì hôm em xin phép chiên mọi người đi. Quần em đang mặc vào bá luôn. Quần em đang mặc đẹp cực kỳ. Các chị nên lấy cái quần em đang mặc đi. Nói chung là nó xịn sò một cách đẳng cấp. Mặc lên dáng là mình không giống như mặc mình hàng mặc mấy chục đâu. Được chưa? Mình gối lên kính này cho em luôn. Kính này mình lên luôn cho em ấy là A1. A1 giúp em, kính này em còn nhiều. Và em sẽ bán chiên giá sốc cho mọi người hôm nay luôn. A1 em sẽ có màu trắng. A1 em sẽ có màu nâu trà. Và A1 em sẽ có màu đen. Em có thấy chị Mỹ Ngọc đúng rồi, dạo này các chị hay mất tương tác lắm, thực sự luôn ấy. Kính cho em nhá, kính là kính làm mát, được chưa? A1 dùm em và kính này em sẽ luôn xả kho cho mọi người luôn, kính này cho em, có chị nào mà nhận được kính cho mọi người? Có bác nào nhận được kính nhà em chưa? Và kính này hôm nay em sẽ bán chia cho mọi người độ tầm 30 cái kính. Em còn độ tầm 30 cái kính nữa. Có chị nào mà nhận được kính chưa? Kính này thì mình chốt cho em mã này là A1 luôn giúp em. Và kính này em sẽ xả kho luôn cho mọi người, kính này cho em. Với giá chỉ có là 15.000 thôi. 15.000 một kính và kèm màu luôn giúp em. Có màu nâu trà nhá. Màu này là màu nâu trà này. Có màu nâu trà, màu trắng, màu đen. Kính này là kính làm mát. Ví dụ như chị em mình đi ngoài đường, chị em mình đội những cái kính này thì rất là ok luôn, được chưa? Mã này mình chỉ có lên đúng mã này chưa là A1. Và cái mã này bên em sẽ không được tên chốt đâu. Chị nào bình luận nhiều, tương tác nhiều, nó sẽ hiện lên nhiều thì sẽ được chốt. Trời ơi, có 15.000 một cái kính thôi. Đi đâu mà được mua cái kính này có 15.000 các bác. Em đang dùng này. Đi giá nắng vẫn rất là ok luôn, được chưa? A1 15k và kèm cho em có màu nâu trà nhá. Màu nâu trà này. Màu nâu trà cho các chị này. Màu trắng này. Nói chung kính này là thì... Trời ơi, đẹp chưa? Trời đất ơi, có 15.000 mã này thôi. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho là A1 cho em với giá là 15.000. Ôi, sang chưa các chị ơi? Nhìn nó sang nhỉ? Sang hẳn con người lên ý. Số lượng có ít thì em sẽ không nộp tên nhá. Trời ơi, các bác ơi này. Đấy, chị nào bình luận trước, tương tác tốt, chia sẻ livestream thì sẽ được chốt. Chị nào tương tác sau, chia sẻ livestream sau thì sẽ được chốt sau. Nếu mà còn hàng thì bên sẽ gọi chốt, không còn hàng thì bên sẽ không gọi được nhá mọi người nhá. Được chưa? Mình chỉ có lên đúng mã hay là A1 cho em thôi. Ok.
nghìn một cái kính các chị ơi. Đi đâu mà các chị mua được cái kính này có 15.000 ạ? Không có chỗ đâu bán 15.000 cái kính này hết. Em đảm bảo và danh dự luôn cho mọi người luôn nhá. Hết hàng luôn này. Chị Kim Chi vào cô đồ ạ. Rồi em có mẫu nha. Bây giờ lên một cho các chị một cái mã quần này. Quần này thì em có từ size M. Quần này gọi là quần ngố ASOS. Chị nào mà nhận được quần ngố này không ạ? Quần ngố ASOS dùm em. Anh Đạt ơi, anh lấy cho em cái quần sóc bò màu kem ở trên kệ em á, rồi có một cái mã chân váy màu kem đó ở trên kệ kia. Vâng, có một cái mã quần sóc bò, quần sóc bò với quần ngố bò màu kem. Ui đơn mã này các chị ơi, đây tại vì nó nhiều như này rồi không thể đọc được các chị ơi. Cái mã A1 em rất là nhiều như này rồi ấy, không thể đọc tên được nên là tương tác tốt, chia sẻ livestream chốt thì bên em sẽ gọi trước, mình được trước, mình được phần trước đây. Tại vì riêng một cái mã này như này rồi mình em không đọc tên được. Đọc tên thì chắc để đến tí nữa ông chưa đọc xong và chặn, nên là các chị cứ bình luận thì nó đang còn đi nữa, được chưa? Rồi lên cái quần ASOS này cho em. Nhà em sẽ có từ size M đến size 4XL, tương đương với các chị từ dưới 65 cân đổ về. Và hôm nay em sẽ chia cái mã quần này, mình lên quần này cho em. Mã này là Q1. À nó có in mã Q1 không? Không, cái này cũng được anh. Mà cái quần màu kem mà, em đọc màu kem mà. Mã này mình gửi lên được mã quần này cho em nhá. Quần này mình lên luôn cho em, mã này quần này là A2. Và quần này hôm nay em sẽ xả kho cho các chị luôn. Quần này, quần ngố cho em, A2 dùm em. 40.000 một quần, được chưa? 40k một cái quần ngố chất u mì cho em, hàng ASOS nâng mông. Có từ size M đến size 4XL, 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về. Các chị chỉ cần lên đúng mã cho em là A2 giúp em quần này. Và em sẽ chân với chị với giá là 40.000 đồng, đúng không? Anh Vân cho em chân váy là cái đấy là quần đây. Quần ASOS nâng mông. ASOS nâng mông, các chị chỉ cần lên đúng mã quần này cho em là A2 và kèm size. Size to nhất là mình có dưới 65, 70 cân đổ lên cho em vẫn ok đó chị này. Đây, cái quần này là quần nâng mông cho em nhá, được chưa? Bác nào đấy thì bình luận luôn cho em là A2 giúp em. Với giá chỉ có 40.000, quần này là em xả kho đấy. Bình thường quần này mới rơi vào độ hàng, quần này là tầm rẻ nhất là bán 75. 75.000 một quần, tại vì cái quần này nhập vào rất đắt rồi. Mà bây giờ em bán chân nó chỉ có giá chỉ có 40k, 40.000 một quần, được chưa? Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là A2 cho em là quần này, với giá là 40k. Cái quần này là quần nâng mông cho em nhá mọi người. Quần này là quần nâng mông. Quần này là quần nâng mông, bây giờ em không biết là chị nào có hay không đâu. Mình cứ bình luận đúng mã cho em. Máy tính in đơn, các chị chia sẻ livestream thì sẽ được chốt. Còn em thì sẽ không biết là có được hay không. Em không đọc tên, em không biết. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em là A2, kèm size, kèm số điện thoại cho em là ok. Và quần em sẽ chia luôn cho mọi người. Quần ngố cho em nhá, chất u mì. Quần nâng mông cho em này. Tại vì em còn một ít nữa, em xả nốt cho các chị với giá là 40.000 thôi. Đây, hàng của nó là hàng ASOS như này cho em, được chưa? Hôm qua em mua quần này mặc rồi thích lắm. Dâng em cảm ơn chị Khánh Linh. Hôm trước mua quần này đúng không? Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A2 giúp em nhé. Với giá là bao nhiêu? 40.000. Form dáng chất lên thì bao đẹp. Đấy chị em mình chỉ cần lên đúng mã cho là A2. Kèm ngay số điện thoại cho em, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Được chưa? Với giá chỉ có 40.000 em xin phép qua mã nhé. Quần này không có nhiều, được chưa? Ok, qua mã luôn nhé mọi người. Lên quần ngố cho em này. À không, quần bò. Quần bò này là một mã ai? Ui đẹp quá. Trời đất ơi, quần bò dài cho em, hôm qua không có hàng này để bán. Ngay vừa luôn cho em ai là A3. Và em sẽ bán trên quần này cho mọi người 149.000. Ok chưa? Quần dạng boy. Có chị nào mà nhận được quần bò này em chưa? Hôm trước đang bán giá rất là cao. Hôm nay em bán trên các chị của 49. Để xem quần này có size S, size M và size L cho em nhé. LV Louis Vuitton này, mã 08, ok. Em ơi các chị ơi, một mã siêu phẩm. Quần này không mua thì lấy quần gì. Mã số ngay cho em, mã này là A3. Quần này mặc đẹp lắm chị. Em cảm ơn chị Thủy nhá. Mình lên luôn cho em mã này là A3 giúp em. Với giá là 149.000, cảm ơn các chị rất là nhiều. Đây, nếu mà hàng này mình nhớ ủng hộ giúp em nhá. Trời ơi các chị ơi, phê chưa? Có S, có M và có L. S là mình dưới 51, M là mình dưới 53 và L các chị dưới 55 cân cho em. 149.000, nhìn cái quần nó phê nhá. Quần bò này chị lại mang thích lắm. Này các chị nhìn nó không? Bao giờ em đi mua hàng em phải căn cái chất cho các chị này. Dã man chưa? Quần boy LV này. Nhìn này, nhìn cái mắt sườn 2Q nhá. Nâng mặc với cái áo thì rất là nâng mông. Quần này em có ít thôi, nên bác nào lấy nhanh thì mình cứ lên đúng mã cho là A3. Máy tính bên em sẽ in đơn cho mọi người. A3 và kèm số cho em. Quần mối thì các chị cứ lên đúng mã cho là A2. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho là A3. Trời ơi, chất co giãn nhá.
em xin phép qua mã luôn, tại vì cái quần này không có nhiều, em không bề lại mã nên là em chia cho các chị mã này. 149.000 mã A3 giúp em nhá. Ok, qua mã luôn cho các chị này. 54 cơ mà size L. Anh Đạt ơi, lấy cho em ít bộ đá, bộ ngô đá hình như hôm trước mất đây. Đây, đây cái áo này dùm em nhá. Áo này là hàng xa xịn mịn này, kèm thêm một cái túi để các chị về đựng đồ, các chị đựng đồ trong đây cũng được. Các chị ơi, các chị nào mà chưa mua hàng em lần nào thì chị có cho em lại số điện thoại cho em nữa. Ui, cái áo này phê chưa, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Em có màu tím này, màu hồng này, toàn những cái màu hot trend. Và áo này hôm em sẽ xá kho cho mọi người, áo này nhanh được chậm hết cho em nhá. Ê ôi, chất này đã man chưa, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Mã này các chị lên cho em là A4 đi, anh cứ bỏ đấy A4 và kèm số cho em nhá. Và em sẽ bán chân quần áo này cho mọi người, em bán chân áo này cho các bác luôn, nhanh được chậm hết. Giá chỉ áp dụng chị nào chia sẻ livestream và chốt đơn từ 2 cái. Hôm nay em xả kho, em bán áo này đang hot trên thị trường ấy, áo này đang bán rơi vào độ tầm 70-80 nghìn một cái, có kèm theo cái dây này, về các chị đoàn dây giúp em. Và áo này em sẽ chia luôn cho mọi người với giá là bao nhiêu, 45.000 một cái. Mã số cho em là A4 và kèm màu, em có màu trắng nhá, chất liệu của nó là vải tăm. A4 dùm em màu trắng này, màu hồng. Hôm nay là buổi tri ân mà, cái buổi này thì em sẽ không xỉ lại đâu, nên là chị nào lấy thì bình luận luôn cho em là A4 giúp em. Tại vì những cái giá như này là em đã bán siêu mọi người quá rẻ rồi. Đây có màu tím này, màu hồng này, đấy, màu 51 cân, chị mặc quần bó hay là quần gì chị A4 cho em nhá. 45.000 một cái, cố gắng chốt đơn từ 2 cái giúp em. Thế này mọi người lên chốt đơn từ 2 cái nhá, mình chỉ cần lên đúng mã cho là A4 giúp em là máy tính bên em đã in đơn rồi. A4 và kèm ngay số điện thoại giúp em. Đây các chị ơi, vải mềm đẹp cực kỳ, đơn hôm qua nhà em đang chốt nhá, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Em có màu trắng này, em có màu hồng này, còn ít thôi, cái này còn ít thôi nên chị nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh. Màu tím này, ê ôi, cái chất nào nó cũng rất là đẹp luôn. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em là ok nhá, cứ lên đúng mã này cho em là A4 và kèm số điện thoại cho em là được. Máy tính bên em sẽ in đơn hướng chặn. Và các chị nhận được hàng nhớ cho bên em xin một lời phản hồi mọi người nhá, đừng quên nhá. Chất vải tăm nó mềm, mặc lên nó rất là mềm, mềm, mịn và mát. Mát ơi là mát luôn, những cái dòng như thế này. Bác nào lấy A4 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A4 giúp em, với giá là 49.000 giúp em, 45.000. Từ 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Anh ơi, sẵn cái mã kia, móc cái mã kia vào móc, còn mấy chục bộ sale nốt cho các chị. A4 giúp em nhá, từ chợ em có mẫu luôn. Tại vì thế này không có nhiều, nên chị nào lấy nhanh thì mình được, chậm tay thì mình hết. Hàng này các chị phải lấy nhanh giúp em nhá, nhanh được chậm hết thôi mà. Những cái mã này là em sale đồ la luôn cho mọi người rồi, nên là rất rất là rẻ luôn, được chưa? Bác nào lấy A4 thì mình chốt A4 luôn giúp em qua mã này. Lên quần em mặc luôn. Anh nào lấy cái quần em mặc đây. Đây quần em đang mặc đây. Rồi quần em đang mặc nhá. Trời ơi, chưa bao giờ em mặc quần đâu, mặc quần dài. Chưa bao giờ mặc quần dài thử cho các chị đâu. Nhìn cái dáng quần em, các chị có thấy dáng không? Tại vì chân em rất là xấu, mặc quần này rất là xấu, nhưng các chị nhìn cái dáng này vô cùng đẹp cái quần này luôn cho em. Quần hãng phải đi vâng. Quần này nhé, sẽ có size M, okay. Size M, size L, size 1X, 2X và 3. À, size M, L, XL và 2XL. Quần này em đang mặc là size L cho nó thoải mái, chứ thực chất em mặc size M vẫn được. Tại vì quần này là dáng bom, dáng rộng cho em. Quần này mình lên luôn cho em hay là A5 giúp em nhá. Và quần này hôm nay sẽ tri ân cho mọi người quần này luôn cho em. Quần chất u mì, với giá này, nghe giá giật mình đấy chị ơi, hết hồn. Nó đang xuất khẩu đi là 385.000, được chưa? Nó đang xuất dư đấy, hàng Việt Nam xuất dư mà. 385.000 em bán bằng cái số lẻ cho các chị thôi, 85.000 đồng. Mã số cho em là A5 đúng rồi chị ạ. Cái này thì em sẽ không gọi điện, không đọc tên được, tại mình nhiều quá nó không có người đọc. Nên là ngày mai chị nào mà chốt trước thì bên em sẽ chốt trước. Ui cái mã này A5 và kèm ngay số cho em, 85.000 đồng. Sẽ có size M, L, XL và 2XL. Size to nhất là chị em mình dưới 65 cân cho em. Cam đoan với các chị là 100% là hàng Quảng Châu. À không, cái này hàng Việt Nam xuất khẩu, nhưng mà là hàng Việt Nam xuất khẩu hàng xịn luôn cho em nhá, được chưa? Này size số mình có tem mã vạch luôn. Chị em mình phải kiểm tra cho em. Và chất nhà em là chất u mì nhá, chất nhà em là chất u mì. Và hôm nay em kỷ niệm các chị 85.000 một quần. Ok chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã cho em là A5. Dáng này thì em bán rất rất là nhiều. Quần này thì em bán cực là nhiều rồi. Ngày nào cũng về. Tại vì các chị nhận được hàng, mình lại muốn mua thêm, mình lại muốn giới thiệu cho người khác mua thêm quần cho em này. Từ cho cái dáng này mặc tôn bông lắm. Riêng cái vòng bông của các chị mặc tôn. Mặc dù em không
có mông, em là một đứa không có mông luôn ấy. Mông thì rất là xẹp lép luôn đó chị. Mặc cái này tôn dáng tôn mông chưa? Đấy, đơn giản nhẹ nhàng, mặc mùa nào cho em cũng được. Xuân hạ thu đông bốn mùa đều rất là ok. Chị em mình cứ lên đúng mã cho em, mã này là A5. A5 và kèm số điện thoại cho em nhá. Tới chặn A5 và kèm số điện thoại luôn cho em. Bác nào lấy size nào thì mình cứ lên đúng mã cho em là được. Cái dáng đó chị ơi, cái cạp của nó này phê chưa? Cái chất này nó đẹp lắm. Đây, chị nào mà bắp đùi to, bắp đùi nhỏ đều mặc được cái quần này. Tại vì sao? Tại vì cái quần này là dáng thụt, nó giống như là quần bom ấy. Nhưng mà nó không phải dáng bom lắm đó chị này, nó bo ở dưới. Nó bo ở cái bắp chân của mình đây. Nó bo ở phần đây, nhưng mà nó kiểu rộng rộng này. Tạo cảm giác cho các chị mặc vào nó rất là thoải mái, không bị bo. Đúng rồi, quần này là quần bom, hay còn gọi là quần baggy. Baggy nhưng mà là chất u mì. Các chị hay còn gọi là quần bom cho nó dễ. Mình cứ lên đúng mã cho là A5. Size to nhất là chị em mình dưới 65 cân đổ với em. Này, nhìn cái quần nó đẹp chưa? 85.000 một cái quần như này. Trời đất ơi, bèo bòn mây trôi, có chiếc ly quần dáng lên quá là đẹp. Đấy, chị em mình cứ lên đúng mã cho là A5. Kèm size, kèm số điện thoại cho là ok. Dáng này mặc đẹp lắm. Dáng này không đẹp thì em không lấy tiền của các bác. Và cái này thì em là chất u mì. Chất u mì hàng Việt Nam xuất khẩu nhá. Nếu mà chị nào mà từng mua thì cho bên em xin một lời phản hồi xem nào. Xem cái quần này các chị nhận được hàng có mê hay không. Và em đảm bảo cho mọi người cái giá em đưa ra và các chị là cái mức tiền mà mình mua quá là dễ luôn. Riêng mấy cái quần này cho em, được chưa? Cái cạp của nó đẹp lắm các chị thấy không? Sơ vi, sơ vi với áo gì cũng đẹp. Từ áo phông, áo sơ mi, áo gì cũng rất là đẹp luôn. Áo kiểu hay áo gì đều rất là ok mà này. Đấy, chị em mình chỉ có lên đúng mã cho là A5 cho em đã để xin phép qua mã nhiều. Tại vì cái xin phép qua mã khác cho các bác cũng rất cơ số là nhiều đấy. Chị nào lấy A5 thì mình cứ lên đúng mã cho là ok. Được chưa? Với giá là 85.000 một quần, em bán bằng cái số lẻ thôi. Các chị vào trung tâm thương mại là rơi vào độ tầm là phải mua với giá gốc đấy. Vào trung tâm thương mại là phải 370 một quần, 45.000. Và quần này em sẽ chia cho các chị với giá là 85.000. Em chạy số lượng thôi. Quần này chị nhận rồi, đẹp lắm. Quần này mặc rất là thoải mái, dáng rất là ok luôn. Em cảm ơn chị Uyên đấy. Khách nhà em mua hàng cho cảm nhận là mình thực tế ngay. Mình chỉ cần xem khách nhà em hay là các chị đã từng mua hàng thì là mình cho phản hồi là mình biết mà. Ok. Rồi đây cái set này cho em nhá. Anh móc thiếu một màu. Set này có chị nào mà nhận được chưa? Set dập ly. Nhà em sẽ có size S và size M. Set dập ly dùm em nhá. Và hôm nay em sẽ sale luôn mọi người set này luôn cho em. Sẽ có màu đen này, màu trắng này và màu B. Set này em sẽ có size S và size M. Size S là mình dưới 55, size M là mình dưới 58, 60 cân đổ về cho em. Set này mình lên luôn cho em là A6. A5 em mặc sẽ có size bé nhất là size M đấy. M, L, XL, 2XL cho em nhá. Sao luôn cho em mã này, set này cho em set dập ly này. Mã này mình lên luôn cho em là A6, còn em mặc 85.000. Vậy em sẽ bán trên set này cho mọi người. Em còn đồ tầm 30 bộ. Em sẽ bán xả luôn cho các chị set này. 79.000. 79.000 một bộ. Mã số cho em là A6 và kèm màu 2 size SM. S là các chị dưới bao nhiêu? S là mình dưới 55. M là mình dưới 60 cân đổ với cho em vô tư mã này. Chỉ cần lên đúng mã này cho em là A6 giúp em. Quần ống số nhá, vải dập ly. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em mã này là A6 giúp em là ok. Đơn tới qua nhà em đang chốt. Với giá là 79.000 một bộ. Chất đẹp, form đẹp, dáng đẹp, hàng túi xịn sò. Nếu mà chị nào từng mua cái set này thì em mình biết rồi. Dập ly bình thường các chị tính ra có 35.000 cái áo, mà cái set này đi biển thì quá là xinh luôn các chị này. Đấy, mình mặc ở nhà sang chưa? 79.000 một bộ dùm em, có size S và size M. Các bác chỉ cần lên đúng mã cho là A6 giúp em nhá. Dáng nào cũng mặc đều rất ok. Được chưa? Em có màu trắng này, em có màu B này và em có màu đen này. Đấy, mình chỉ cần lên đúng mã cho em mã này là A6 cho em vải dập ly nhá. Vải dập ly thì nó rất là đắt, làm rất là cầu kỳ đó chị ạ. Vải xong rồi còn phải vào cái công đoạn là dập ly nữa cơ. Đấy, mình chỉ có lên đúng mã cho là A6 giúp em là ok. Đơn tới qua không được dồn nhá chị ơi, ngày nào đơn ngày đấy. Không dồn giúp em tại vì nhiều đơn lắm. Bây giờ các chị dồn thì em chịu thua. Bây giờ mà mọi người dồn là em chịu thua luôn, không biết đường chốt luôn ý. Màu đen giúp em nè, màu be giúp em nè, màu trắng luôn giúp em nhá. Tối chị nhắn tin hôm trước chị không xem livestream nên không biết lấy mã. Vâng, ok chị Sudo nhá. Mình chỉ có lên đúng mã cho là A6 và kèm size. S là mình dưới 55 và M là mình độ tầm dưới 58, 60 cân đổ với cho em vô tư. Set này em sale luôn mọi người bạn. Mã số này với giá là 79.000. 79.000 một set cao cấp được chưa ạ? Set này chuẩn hàng cao cấp cho các chị đấy. Hàng của túi nó vuông bán lịch sự vô cùng đấy. Em sẽ cho mọi người 79.000 một bộ. Chưa ai bán cái giá này cho các bác của em đâu. Thực sự luôn, để mà bán cái giá này thì có mình em bán cho các chị được thôi. Đây các chị nhìn giúp em này, cái bộ nó như này. Hàng nó xịn sò, nếu mà chị nào mà từng mua rồi thì mình sẽ biết cái bộ này chất và form như nào, vải
mua về người ta còn phải vào cái công đoạn là dập cho các chị nữa. Dập ly thì mặc nó sang hơn rất là nhiều. Đấy, quần này là quần ống sớ, quần dài nữa chứ. Mà nguyên cái set này có 79.000. Trời đất ơi, nhìn cái chất hộ em này, phê lắm. Mua mình cái quần là bán 150-180 triệu bình thường. Mình cái quần dập ly này cho em mà. Cái quần dập ly này các bác là mua bình thường là giá đấy rồi. Bây giờ bán tặng nó chỉ có bao nhiêu? 79.000 một bộ. Đơn tối qua này em vẫn đang chốt nha chị ơi. Vâng, cái này bên em sẽ không được tên chốt đâu. Nên là các chị cố gắng là mình chốt trước cho em nhá. Được chưa? Hai cái quần sóc rộng ok chị luôn. A6 dùm em, trời ơi 79.000. A6 dùm em 79k nhá. Mỗi màu em còn được tầm 10 hay là 20 bộ gì đấy. Được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã cho em là A6 giúp em là ok. Cái này là sọc kem này, cái này là sọc trắng này, cái này là sọc đen. Yên tâm là màu nào mặc lên rất là sang, sang chuẩn luôn. 79.000 dùm em mã A6 nhá. Chị nào lên A6 thì mình cứ lên đúng mã cho em là A6 giúp em là ok. 79.000. Em xin phép qua mã nha mọi người nhá, không để làm các chị mất lâu. Để là qua mã nhiều nhanh cho mọi người luôn. 79.000 dùm em. Qua mã luôn cho các chị này. A6 dùm em nhá. Bỏ chung một túi đi, một góc sau. Chị nào lấy A6 thì mình cứ lên đúng mã cho là ok. Đây em xong mã này cho mọi người này. Rất là hay, rất gì và này nọ này. A6 dùm em. Đây, xong cái bộ này cho em. Bộ này em còn đủ màu này. Bộ này là vải đuối, chất lỏng mát, cái này gọi là chất lỏng mát. Chị em mình sang bộ này cho em, mã này là A7 nhá. A7 luôn giúp em bộ chất lỏng mát này. Và hôm nay em sẽ tri ân 10 chị được mua bộ này luôn cho em. Dã man chưa? Với giá chỉ có 59.000 một bộ. A7 luôn giúp em 59.000, rẻ bèo nhằng như tôm muốn. Tỷ cái bộ này là 70.000 rồi và em tri ân cho chị bộ này 59.000. Mã số cho em là A7 giúp em nhá. Sẽ có màu xanh, màu vàng và màu hồng. Nói chung nó có rất là nhiều màu nhưng mà cái này số lượng còn ít lắm. Cái màu này nó có ít thôi à, có chục bộ hay là 20 bộ thôi. Nên là em sẽ lên mã nhanh. Đây, màu xanh, màu vàng, màu hồng. Mã A7 thì có cả màu đỏ, nói chung là nó nhiều màu. Em chỉ dơ một màu làm tượng trưng thôi. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em mã này là A7 giúp em là ok nhá. Và kèm màu với giá 59.000. Chất liệu của nó là chất liệu làm mát. Em còn được một tầm chục bộ nữa. Em sale luôn nữa chị với giá là 59.000 nhá. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A7 giúp em là ok. 59.000 đồng giùm em nhá. Có lên áo xỉu. Ai lấy A7 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là được. A7 và kèm số cho em. Em tại vì em đang sale đi, sale bớt đi để mà mai nhà em đi du lịch rồi, nghỉ 2-3 hôm cơ. Sợ các chị quên nên là phải sale mọi người đến hôm sau. Thời điểm các chị cần nhớ cho em chứ. A7 dùm em nhé mọi người nhá. Chị nào lấy A7 thì mình cứ lên đúng mã cho là A7. Ok em hết hàng này, qua mẫu nha mọi người. Ok. Lên tiếp bộ này cho em này. Cái bộ đá lúc em mang ra đây đâu nhỉ? Anh Đạt ơi, tìm cho em cái bộ đá đấy. Chết xì đi ô. Mình còn lấy bộ đúng không? Đây, thôi anh cứ bỏ gọn mấy cái này đi. Quần em mặc 85.000, mã số là A5. Quần em mặc là 85.000, mã A5 nhá. Ui, cái bộ này cho em này. Hình như bộ này em còn mấy bộ thôi. Quần này đẹp lắm. Có chị nào mà nhận được quần này bên em chưa? 60 cân đổ về. Bộ này mình lên luôn cho em là A6 luôn giúp em, nó có rất là nhiều màu. Trời ơi, bộ này mua bèo nhất ở ngoài là bao nhiêu tiền rồi các chị ơi? Mua bèo nhất ở ngoài là rơi vào tầm trăm mấy rồi. Mã số này các chị lên cho em là A8 giúp em nhá. A8. A8 và kèm số điện thoại luôn giúp em bộ này. Chị ơn các chị 59.000 thôi. Áo em mặc có bán. Rồi mình lên luôn cho em là A8 luôn cho em nhá. 60 cân đổ về luôn giúp em. A8 và kèm số ạ, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Chị nào lấy A8 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A8 giúp em này. Nó có rất là nhiều màu và em sẽ kỷ niệm các chị với giá là 59.000. 59.000 một bộ luôn giúp em nhá. Trời ơi, sang xịn mịn đẹp luôn này. Bộ này ở đâu có, nó nhiều màu lắm. Thực sự là nó rất là nhiều màu. Cái chất này là vải đũi xước cho em. Không phải đũi trơn mà cái này là đũi xước. Đũi trơn thì tí nữa em sẽ lên một mã đũi trơn. Còn cái này là đũi xước nhá. Form nó rất là rộng, thậm chí các chị dưới 60 cân cho em vẫn mặc ok. Đây nó có rất là nhiều màu. Áo em mặc là bolo hạt xịn á, thì em sẽ lên luôn cho mọi người. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em này là A8. Kèm số điện thoại luôn giúp em là ok. Và kèm màu nhá, nó có rất là nhiều màu như này. Đấy chị em nào mình thích màu nào thì mình cứ bảo là em ơi lấy cho chị màu này màu kia. Đây màu hồng nữa này, màu đỏ đô. Nói chung nó có rất là nhiều màu. Chị em mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A8 và kèm màu, kèm số điện thoại cho em là được. 59.000 một bộ. Size hoàn tiền gấp 10 lần cho các chị luôn. Nhìn cái chất hộ em này, nó đẹp ơi là đẹp. Từ 40 cân đổ lên, mình lấy được tầm 60 cân đổ về cho em vô tư.
Dáng may và form chất của nó lên thì quá là đỉnh luôn. Nói chung màu nào lên cũng rất là ok. Màu nào các chị mặc lên cũng rất là đẹp. Mà chỉ có bao nhiêu? 59.000 một bộ. 59.000 RM được chặn. Mình chỉ có lên đúng mã cho em mã này là A8. Kèm màu nhá. Em có màu hồng này. Màu hồng cho em được chặn. Em có màu hồng cho các chị này. Nói chung cái này mình sơ vin hay là mình mặc thả vuông cho em đều rất là ok. Được chưa? 59.000 một bộ mã A8. Chất đẹp, form đẹp, dáng đẹp. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em vô tư. Được chưa? Chỉ cần lên đúng mã này cho em, mã này là A8 giúp em là được. Với giá là 59.000 nhá. 59.000 giúp em xin phép qua mẫu này. Tại vì mã này em không có nhiều. Cái bộ này không có nhiều đâu. Bộ này có nhiều thì cũng không nhiều là bao nhiêu. Anh ơi lấy áo em mặc đấy. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A8 giúp em. Và kèm số điện thoại là ngày mai bên em sẽ gọi điện cho mình luôn. Nhớ để lại màu giúp em nhá mọi người nhá. Mình lấy màu nào mình nhớ để lại màu luôn giúp em. A8 giúp em là ok. Khi nào lấy A8 thì mình lên đúng mã này cho là A8 là được nhá. 59k. Trời ơi, vâng, lấy cho em cái áo anh đang mặc đấy. Rẻ bèo nghèo luôn các chị này. Rẻ ơi là rẻ luôn rồi. 59.000 một bộ đồ như thế này. Chắc ở đâu mà các chị mua được bộ này 59k đúng không? Không có luôn, chỉ có nhà em có thôi các chị. 59.000 thôi. Đỏ đô cũng có này, có cả màu đỏ đô nói chung đẹp. 59.000. 59.000 dùm em nhá. Áo em mặc có cả màu vàng đấy. Ai xem nhé. Lên áo của em mặc luôn nhá. Áo em mặc là hàng bolo xịn lắm. 60 cân đổ về vô tư, mặc rất là mát, không hề đổ mồ hôi một tí nào. Áo em mặc 60 cân đổ về vô tư, trẻ đẹp luôn. Áo em mặc các chị lên cho em này là A9 đi. Áo em mặc là A9, hàng bolo xịn sò này. 89.000 một áo luôn giúp em nhá. Có màu khác không anh? Cái màu vàng này khác rồi. A9 luôn giúp em nha mọi người ơi. Với giá là 89.000. Hiện tại em có duy nhất màu xanh. Màu xanh đẹp mà. Áo baso đấy. Áo này đẹp vô cùng luôn. 60 cân đổi với cho em nhá. Áo em mặc là A9. Mặc lên rất là trẻ đúng không? Trẻ trung, năng động, cá tính. Đấy là đặc điểm của áo bolo rồi. Mặc lên rất là trẻ. Trẻ lắm. Thực sự là mặc lên trẻ luôn ấy. Trẻ ra được bao nhiêu tuổi các chị ơi. Nhìn này. Mỗi một cái áo sẽ có một cái túi giấy cho mọi người. Được chưa? Mình lên đúng mã này cho em là A9 luôn giúp em. 59.000. A9. Anh xem thêm một mã áo kiểu nha. Chỉ cần lên đúng mã cho là A9. Có mình em đang màu em đang mặc thôi. Hiện tại đang còn mình em đang màu em đang mặc thôi. Mẫu này đang còn màu mình màu em đang mặc thôi. Nên các chị cứ lên đúng mã này cho là A9 giúp em. Là áo em đang mặc nhá. Là ok. Mình cứ lên đúng mã cho là có đơn. Chỉ cần lên đúng mã thôi. A9. Chị nào thích mã nào thì mình lên đúng mã cho là được. Với giá chỉ có 59.000. À quên, 89.000. Hàng áo boso ấy. Hàng này thì ngoài nói chung là không cần quảng bá nhiều rồi. Hàng đồ mối người ta vẫn đang buôn. Hàng này là hàng 100, 101. Đấy mà em bán ra tặng nó các chị có 89.000. 89.000 một áo dùm em. 89.000 đồng. Bán này mình cứ lên đúng mã cho là A9 cho em nhá. Áo bolo nhà em chỉ có một giá là 89.000. Hàng chất rất là đẹp. Nếu mà chị nào mà từng mua là mình biết rồi. Đấy em xin phép qua mã luôn nhá. 89.000 mã A9. Anh không có ghi nhiều đâu. Ghi một cái thôi. Không làm gì mà đoài ghi nhiều. A9 luôn giúp em nhá mọi người nhá. Cứ lên đúng mã cho là A9 giúp em là được. Rồi sang cho các chị một mã váy này. Váy này cũng rất là xinh. Xinh lắm. Váy này trở lên full màu cho mọi người luôn. Váy này các chị chỉ cần lên đúng mã này cho là A10. A10 giúp em nhá. Ok chị Nguyễn Nguyệt 10 cái luôn. A10 luôn giúp em. Cái này sẽ có màu xanh. Màu xanh luôn giúp em này. Màu trắng này. Sẽ có màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Màu xanh, màu trắng và màu đỏ. Váy này các chị lên cho em là A11 luôn giúp em nhá. A11 luôn giúp em này. Và váy này hôm em sẽ sale luôn cho mọi người. Váy này luôn cho em với giá chỉ có 79.000. 79.000 cho em. A11, 79k. 53, 54 cân đổ về cho em nhá. Được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A11 cho em. Váy này nếu mà chị nào mà mua là mình biết rồi. 79.000 dùm em. 53, 54 cân đổ về cho em là vô tư nhá. 79.000 chị Sudo ơi, đừng để địa chỉ lên đây ạ. Nhiều trường hợp nó giả mạo lắm đấy chị ơi. Đừng để địa chỉ lên đây cho em nhá. Đừng để địa chỉ lên đây. Đấy, cho ba chị cứ lên đúng mã cho em là A10 cho em. 53 cân đổ về, váy tơ mềm mịn luôn. 79.000 một váy nhá. Có cả màu trắng thì màu trắng ít. Có ba màu này là chủ đạo. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A10. A10 luôn em. Anh đưa vào cái hàng. Anh xem có mấy cái viên ngọc cũng rồi. A10 luôn giúp em nhé mọi người nhé. 79k một váy.
mình thích A10 màu nào mình chỉ cần lên đúng mã cho là được. Sẽ có màu đỏ này, size M luôn giúp em. Hàng thiết kế cao cấp này, S và M cho em nhá. Mình lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho là A11 cho em. S và M. S và M dùm em, có màu đỏ này, màu xanh này, màu đỏ, màu xanh ngọc này, màu kem này, đấy. Chị nào lấy A11 màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok nhá. Cứ lên đúng mã cho là A11 giúp em là được. Ok chị luôn. 79.000 một máy, dáng máy cực kỳ là đẹp. Bạn nào lấy A11 thì mình cứ lên đúng mã cho em là được. Phải có lót trong đó chị ơi. Có lót trong đầy đủ cho em nhá. 79.000 A11. Qua mã luôn rồi các chị nhá. Đây cái mã vừa shop kìa. Chân máy vừa shop này. Đây là chân máy rồi. Cái anh cửa em với bữa ốc này. Ta ta la. Ok mọi người. Rồi sao mã chân váy này dùm em. Chân váy này dùm em nhá. Mã này bị lên luôn cho em, mã này là A12. Chân váy này dùm em. Anh đã bị lừa. A12 luôn giúp em. Chân váy này em có ít thôi. Và em sẽ sơ luôn chân váy này cho mọi người với giá là 45.000. A12 luôn giúp em nhá mọi người nhá. A12 luôn giúp em và kèm size. Có S, có M, có L. Chân váy có quần ở bên trong đây. Được chưa? Mình chỉ có lên đúng mã này cho là A12. Size S là mình dưới 50 cân. Size M là mình dưới 51 cân, 52 cân. Và size L là mình dưới 53, 54 cân đổi về trên. Anh xem ở ngoài đấy còn dư cái quạt bén không anh? Mình lên luôn cho em là A12 giúp em. Và em sẽ chiên cái chân máy bỏ này cho mọi người với giá là 45.000. 45.000 một chân máy và kèm size nhá mọi người nhá. A12 luôn giúp em là ok. 45.000 đồng. Chị nào lấy A12 size nào mình cứ lên đúng mã cho là được. 45.000 cái chân máy bỏ này thôi. Chắc chắn em đều có quần ở bên trong. Cái này đều có quần ở bên trong hết nhá. Không phải cái nào đều có quần ở bên trong hết luôn cho em. Hết hàng luôn này. A12 và kèm số cho em nhá. 45.000. Xin phép hết hàng nhá mọi người nhá. Chị nào lấy A12 thì mình cứ lên đúng mã cho là được. 45.000 đồng thôi. Sang xịn bịt đẹp. Chắc thì đẹp phê loài luôn. 79.000. Ok. Mình chỉ cần lên đúng mã cho là A12 luôn giúp em là ok nhá. Rồi anh ơi xem có còn mã quần sóc nào không? Cho em một mã quần sóc vải mà mình có màu tím á. Mình có cả màu tím á chứ đấy. A12 giúp em là ok nhá. Rồi qua mã cho các chị luôn này. Lên cho em con dâm này đi. Con xếp dâm này rất là đẹp. Con xếp dâm này đẹp lắm. Cùng là 119.000. Xếp này các chị đem cho em là A13. A13 giúp em là ok nhá. Xếp này. Xếp này đẹp ơi là đẹp luôn. Và em sẽ bao giá bao chất lấy cho em đủ màu ăn. A13 và kèm số cho em. Xếp dâm áo em mặc 89.000. A13 đây là set quần nhá, bao gồm cái quần dài này và một cái áo này các chị ơi. Các chị cái móc gỗ ở kia. Móc áo nhá. Móc gỗ áo đây. Sao cho em mã này là A13 luôn giúp em. Từ 40 cân đổ lên 55 cân đổ về. Sao cho em mã này là A13 luôn nhá. Và em sẽ chiên luôn cái áo này cả set này cho mọi người. Với giá là 119.000 một set. 119.000. Đây. Áo này mình mặc riêng cũng được. Áo này các bác mặc riêng cho em cũng được. Cái quần này mình mặc riêng cho em cũng đều rất ok cho chị cả cái móc kèm này. A13 móc kèm quần nhé. 55 cân đổ về cho em mua tư. Quần nó là dạng quần bom như thế này. Mình cứ lên đúng mã này cho em là A13 cho em nhé. A13 và kèm số cho em là ok. Với giá là 119.000. A12 45.000. Đây. Sao luôn cho em mã này là A13 luôn cho em. Em móc thì hơi dở. Em móc thì nó hơi dở. Bác nào lấy đi bình luận luôn cho em mã này là A13 cho em nhá. Trời ơi, sang xịn nhịp đẹp luôn. 45. A13 và kèm số cho em nguyên set này. Quần của nó là dòng quần bom như này. Được chưa? Mình cứ lên đúng mã này cho em là A13 cho em. Với giá là 119.000. Váy là mã là A10 mấy nhá. Váy là A11 chị ạ. Quần ngố hơn tối nay chắc chắn sẽ có được bác. Được chưa? Váy đấy là A11 cho em. Mình cứ lên đúng mã này cho em là A13 cả set này. Set quần bom nhá, dáng mặc lên vô cùng đẹp, 55 cân đổ về vô tư. Đằng sau có bo chun em này. Được chưa? Cái mã này em có ít thôi, độ tầm 10 hay 15 set gì đấy. Hot Girl đang bán là 300 mấy. Hot Girl đang bán là hàng 350.000 đến 450.000 gì đấy. Nguyên cái set này em bán trên các chị với giá chỉ có 119.000. A13 siêu rẻ siêu đẹp nhá. Set này đang cực kỳ là hot trend luôn. Nhưng set này về đang rất là hot luôn. Nếu mà chị nào hay xem, chị nào mà hay đi tham khảo giá là mình sẽ biết cái chất này nó bán bao nhiêu và cái bộ này nó bán bao nhiêu tiền luôn. Được chưa? 119.000.
519.000 cho em nhá. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em. Mã này là A13 giúp em. Xe này trần giá trị với giá là 119.000. Bác nào lấy A13 thì mình chốt A13 luôn giúp em nhá. Với giá là 119.000, được chưa? Sẽ có cho mọi người là cái này em sẽ lên từng màu đi. Cái này sẽ lên từng màu luôn. Chị nào lấy A13 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A13 luôn giúp em. Với giá là 119.000 xe này nhá. 119.000 cho em nhá. Chị ghi cho anh có một chị gì lấy A13. 119.000 cho em. Ừ. Tại vì nếu mà không không đủ thì chị rất sai thôi, không chuẩn mẫu. Sao các chị có áo kiểu này? Áo này rất là xinh. Áo này đi đây luôn, cho em mã này là A14. Quần em mặc mã là A5. A14 cho em nhá. Mã này chia cho các chị với giá là 59.000. 59.000 giùm em này, sẽ có màu vàng, màu xanh, màu hồng. 55 cân đổ về. Các chị lên luôn cái mã này là A14 luôn giúp em với giá là 59.000. Chia cho chị 59.000 con áo này. A14 là kèm số cho em nhá, 59.000. Form dáng đẹp lắm. Đúng mã này cho em là A14 luôn giúp em là được. Có màu vàng, màu xanh và màu hồng. Mã này em sale luôn cho các chị với giá là 59.000. 2 size M cho em nhé. Có size S và size M. Mình chỉ có lên đúng mã này cho em là A14 luôn giúp em là được. Với giá là 59.000. 59.000 giúp em nhé. Sọc xanh, sọc vàng, sọc hồng. Mình chỉ có lên đúng mã cho em mã này là A14 luôn giúp em là ok. 59.000. 59.000 một áo nhé. Size hoàn tiền các bác luôn. Chất đẹp ơi là đẹp luôn cái mã này này. Chất của nó vô cùng đẹp luôn cho em được chưa? Sẽ có một sọc vàng, sọc xanh, sọc đỏ. Cái này mình cứ từ 40 cân đổ lên, 55 cân đổ về cho em. A14 và kèm size và kèm mẫu luôn giúp em nhá. Với giá là 59.000 một áo. 2 size S và size M cho em. Chị nào mặc vừa size nào thì mình chốt size đấy giùm em. Riêng cái mã này với giá chỉ có 59.000. Sọc vàng nhá, sọc xanh này, sọc hồng này. Nói chung sọc nào mặc lên cũng rất là trẻ trung và năng động. Riêng những cái sọc này các chị mặc lên đều trẻ trung và năng động luôn cho em. Tại vì nó rất là dễ mặc. Dáng công sở mà mình đi làm hay đi chơi đều rất là ok. Được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A14 giúp em là được. Với giá chỉ có 59.000 một áo thôi. Dáng đẹp, form đẹp, chất đẹp luôn nhá. Đấy. Bác nào lấy A14 thì chỉ cần lên đúng mã cho là ok. Với giá là 59.000. Trời ơi. Sang xịn mịn đẹp vô đối. Đấy. Ai lấy A14 thì chỉ cần lên đúng mã cho là ok nhá. Sọc vàng này, sọc xanh này và sọc hồng này. Ai lấy màu nào thì mình chỉ cần lên đúng mã cho là được. Cho em một mã không anh? Đủ các màu như này, chỉ cần lên đúng mã cho là ok nhá. Em nhận được hàng này, chị đổi chất đẹp lắm. Em cảm ơn chị Huyền Thanh. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em là A14 luôn giúp em là ok. Với giá chỉ có 59.000 thôi. Sọc nào lên cũng rất là đẹp. Dáng công sở mình đi làm, mình đi chơi đều được. Đấy, trẻ trung hay năng động đều mặc được bộ này luôn cho em với giá chỉ có 59.000. 59.000 giùm em nhá. 59.000 A14. Bác nào lấy 14 thì mình lên đúng mã cho là được. 59. Lên bộ này luôn cho em nhá. Bộ này mình lên luôn cho em mã này là A15 này. Em còn đổ tập 23, 20 bộ này nữa. Em chưa đưa các chị bộ này luôn cho em. Bộ này nó là chất lanh. Mình mua về cho bà, cho cô, cho mẹ, cho bác của mình đều rất là ok. 60 cân đổ về. Em có cả màu tím nữa nhá. Mình lấy luôn cho em mã là A15 luôn giúp em bộ này. Và em sẽ chia bộ này luôn cho mọi người với giá chỉ có là 49.000. 49.000 một bộ giùm em A15. Cái này mình vừa dưới là 60 cân đổ về cho em vô tư. A15 và kèm số cho em nhá. 49.000 có 4 cái là anh lấy cho em thêm 2-3 mã nữa. A15 luôn giúp em nhá. Bộ lanh chất rất là đẹp và mềm. Chia luôn cho mọi người bộ này luôn cho em với giá là 49.000 giùm em cả bộ. 60 cân đổ về vô tư, chất vải lanh, form đẹp, dáng đẹp. 40 cân đổ lên, 55-56 cân đổ về. Hôm nay chị Quốc hay cho chị lấy thêm sản phẩm đi thì em gọi nhá. Chắc là hôm trước chị gọi không em máy chứ. A15 luôn giúp em nhá mọi người nhá. 49.000 giùm em có 20 bộ. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về luôn giúp em là ok. Mã này mình chỉ có lên đúng mã này cho là A15 luôn giúp em là được. Mình nhận được hàng bộ tặng bên shop này rồi, đẹp lắm. Cảm ơn shop nhiều, em cảm ơn chị bé gà. Mình chỉ có lên đúng mã cho là A15 luôn giúp em. Quần em mặc là chất u mì hà, không phải chất bao nhiêu vải đâu ạ. A15 luôn giúp em nhá. Với giá chỉ có là 49.000. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy A15 thì mình chỉ có lên đúng mã cho là A15 cho là được. Quần em mặc là 85.000 thôi. Chỉ cần lên đúng mã này cho
cô, cho anh, à quên, cho gì, cho mẫu mình cũng được luôn. Những cái dáng như này rất là dễ mặc, 49.000 một bộ, sang mịn đẹp. Trời ơi, ai lấy A15 thì chỉ có lên đúng mã này cho em là A15 luôn giúp em nhá. Cứ lên đúng mã cho em, mã này là A15 và kèm số cho em là được. Với giá là 49.000, sale mọi người, mã này 49k, 59.000. A15 và kèm số cho em nhá, 49.000 đồng, sang xịn mịn đẹp. Khi nào lấy A15 thì mình lên đúng mã cho em là được. Sang áo phông này cho em, phông này là hàng co giãn thoải mái, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là A16 giúp em nhá. Cái này có 2 màu ấy. Cái này em có 2 màu, màu vàng còn ít, chủ yếu em còn màu trắng. Và em sẽ bán chân luôn cho mọi người mã này luôn cho em 75.000 2 cái, mua lẻ 1 cái là 39.000. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A16 giúp em. Đâu làm gì có 1 tuần mà không không thấy ship á chị. Để em inbox nhá, chị inbox số luôn giúp em á. A16 vào kèm số cho em này, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Và mã này sẽ chia luôn cho mọi người mã này luôn cho em, với giá là 75.000 2 cái, 75.000 2 cái giúp em nhá. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A16 giúp em là được. Kèm màu, nếu mà các chị mua lẻ 1 cái thì mình ghi là 1 cái, còn không thì mình bình luận là A16. Auto là em sẽ chốt cho mọi người là 2 cái, 75.000 2 cái luôn giúp em. Mua 1 cái sẽ là 39.000 giúp em nhá. Sẽ có màu vàng và màu trắng, 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư, 75.000 2 cái. Cố gắng anh em gọi điện từ 2 cái đấy. Nhà em chốt đơn là từ 2 cái nhá mọi người nhá. Nên là các chị cố gắng lấy từ 2 cái luôn giúp em. Nhà mình lấy từ 2 cái để bên em còn đi đơn nhá mọi người nhá. Chỉ cần lên đúng mã này cho em là A16 luôn giúp em là ok. 75.000 2 cái áo phông sang xịn mịn đẹp. Đấy, chị nào lấy A16 thì chỉ cần lên đúng mã cho em là A16 luôn giúp em nhá. Màu vàng này, màu trắng này. Mình mua lẻ 1 cái là 39.000 nhá. À mua lẻ 1 cái là 45.000, mua 1 cái là 45.000. Khi các chị mua 2 cái thì sẽ là 75.000 luôn. Tại vì mua lẻ 1 cái thì các chị nhớ là mua thêm 1 cái nữa để anh em đi đơn. Tại vì nếu mà 1 cái thì anh em sẽ không gọi được, sẽ không đủ đơn để gọi cho các chị đâu. Nên là mình chỉ có lên đúng mã này cho em là A16 giúp em là được. Nên lấy 2 cái đi các chị ơi, 2 trắng 2 vàng là tùy mình. Miễn mình lấy 2 cái để anh em còn gọi điện. Được chưa? Ok chưa? Em hết màu vàng nhá, bây giờ còn màu trắng. Quần em mặc 85.000, có size ML, có size ML, XL và 2XL. Có size ML, XL và 2XL luôn cho em nhá. Nói chung giá lên mặc rất là dễ mặc. Mình chỉ có lên đúng mã này cho em là A16 giúp em là ok. Trời ơi, sang xịn mịn đẹp luôn. Áo polo em có cổ mà. Được chưa? Chị nào lấy A16 thì mình cứ lên đúng mã cho em nhá. Hiện tại còn nhiều là màu trắng ấy. Hiện tại em còn nhiều màu trắng, nhưng còn màu vàng thì hết. Màu vàng thì còn ít. Chị nào lấy màu trắng thì mình chốt màu trắng luôn giúp em là ok nhá. Ok chưa? Rồi. Còn đã này. Anh ơi cho em một mã áo polo có cổ nhá. Theo các chị một mã áo kiểu nào đây nhỉ? Có một cái mã này này. Áo kiểu này này. Đây là đưa này. Ok, sang áo này giùm em đi. Áo này sang lắm. Chị ấn nốt cho các bác áo này luôn. 75.000. A17 luôn giúp em. A17 luôn giúp em nhá. Các chị ơi không cần đuổi em qua mã đâu. Tại vì em biết thử qua mã mà các bác. A17 luôn giúp em. Áo có 2 size SM. Áo này em cũng còn ít, chẳng còn nhiều đâu. Các chị muốn chốt nhiều không có đâu. 55 cân chị mặc cho em là size XL là vừa auto luôn đấy. Ở dạ, mình lên đúng mã này cho em là A bao nhiêu nhỉ? A17 giúp em sẽ có màu kẻ và màu trắng, có 2 size S và size M. Size S là dưới 53 và size M là mình dưới 55 cân cho em. Mình lên đúng mã này cho em là A17 luôn giúp em nhá. Áo chống nắng thì em hết hàng rồi. Chỉ cần lên đúng mã này cho em là A17 luôn giúp em này. Sẽ có màu vàng và có màu trắng, với giá là 75.000 một cái. 2 size SM em bao giá và bao chất cho mọi người. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A17 luôn giúp em là được. Được chưa? Sẽ có sọc đen và màu trắng. Sẽ có sọc đen và sọc trắng luôn cho em nhá. Sẽ có sọc đen và sọc trắng. Sẽ có sọc đen và sọc, sẽ có màu sọc đen và màu trắng như này cho em. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A17 luôn giúp em là ok. A17 nhá, chị Kim Anh không lấy A16 đâu. Mình lên luôn cho em là A17 luôn giúp em này. Sẽ có màu sọc đen và màu sọc trắng, 40 cân đổ lên, 55-56 cân đổ về. Mã này em chiên các chị luôn với giá là 75.000. 75.000 2 size SM. Mình phải chốt size dùm em và chốt màu. Mình cứ size S là mình cứ dưới 53, 53-54 cân đổ về. Và size L là mình dưới 56 cân cho em. 75.000 nhá. 47 cân mặc quần size M cho em. Tại vì dáng này béo gầy đều mặc được. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A17 luôn giúp em là được. 75k.
17 giùm em nhá. Lấy gì em? 75.000. Áo màu trắng nào. Bác nào lấy thì chỉ cần lên đồ mã này cho là A17 luôn giúp em 75k nhá. Sẽ có sọc đen, sẽ có màu sọc và màu trắng. Ai lấy màu nào thì mình cứ lên đúng mã này cho là A17. A17 luôn giúp em là được nhá. Sọc đen và sọc trắng này. 75.000 chất đẹp lắm. Form này dáng đẹp ơi là đẹp luôn. Ai lấy thì mình cứ lên đúng mã cho là A17 luôn giúp em là được. Quần hồng áo trắng như chị. Bây giờ không có set đấy thì là sao like được. A17 luôn giúp em nhá. Có gì like đấy được các chị ạ. Ôi áo bông này xinh này. Áo này nó chỉ lên đẹp quá. Áo này có hai màu. Ui dã man chưa. Dã man con áo bolo nhỉ em này. Chất. Ui chất như nước cất luôn. Có con thỏ xinh xinh ở đây này. Quần này em quần dài đấy. Mình lên luôn cho em ấy là A18 luôn giúp em nhá. Có màu trắng và màu xanh. Có màu trắng và màu xanh luôn giúp em mã này. Với giá là 89.000. A18 40 cân đổ lên 60 cân đổ về. Ui con áo màu xanh đẹp chưa. Sẽ có màu trắng và màu xanh. Mình lên luôn cho em là A18 cho em 60 cân đổ về cho em nhá. A18 giúp em là ok. Với giá là bao nhiêu? 89.000. Áo y xì cái form em đang mặc. Nhưng mà cái họa tiết nó khác nhau. Đây nó cũng là màu xanh ngọc này. Đây có hình con thỏ này, xinh chưa. Trời ơi cái này mình mua về cho em, cho con, cho. Nói chung là cho mặc đôi, mặc team đều ok. Mã này luôn cho em áo baso, áo xịn nhá. Chuẩn là cao cấp cho các chị luôn. 60 cân đổ về vô tư. Đấy các chị có lên đúng mã này cho là A18 giúp em là được. Với giá là 89.000 đồng giúp em nhá. Hàng này không có giá rẻ hơn. Riêng cái hàng này không có giá rẻ hơn đâu các chị ạ. Mình chỉ có lên đúng mã này cho là A18. Em sẽ có màu xanh và màu trắng ạ. Mình chỉ có lên đúng mã cho là được. Màu hồng anh. Đâu anh đưa màu em. Anh không đưa màu anh hay nhất. Đây. Màu hồng và màu vàng em mọi người này. Anh lấy cho em một mã bộ đi anh. Bộ Adidas hay là bộ gì cũng được. Đây, mỗi một cái áo này các chị ơi, có cả màu hồng này, có cả màu vàng này. Đấy, mình lấy A18 màu nào mình chỉ có lên đúng mã cho là A18 luôn giúp em là ok. Với giá là 89.000 giùm em nhá. 89.000 giùm em, sang xịn mịn đẹp, trời ơi. Màu nào lên cũng rất là đẹp luôn, được chưa? A17 là cái áo kia. Đấy cái áo kia, 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, eo ơi xinh nhở. Các chị mua cho các bé nhà mình mặc đi học cũng được. Tại vì những cái dáng này thì nói chung lứa tuổi nào cũng mặc được. Lứa tuổi nào đều mặc ok những cái mã này cho em. Tại vì nó dễ mặc mà nó cũng khuy đó. Khuy là khuy thật nên các bé vẫn mặc được. Tại vì form này các bé mặc lên còn rất là nhìn yêu ấy. Yêu lắm luôn ấy. Để cho em vẫn lấy về cho em gái em mấy cái mặc đi học. Tại vì nó rất là mát. Mặc cái này rất là sạch. Mình có thể giặt luôn ấy các chị. Cái chân vải này nó giống như là hàng cao su non ấy. Giặt vẫn là ok luôn. Để cho cái form quần em mặc đây. Đây chị. Cái phong quần em mặc đây nó bong bong thủng thủng ở dưới. Mình chỉ cần lên đúng mã cho em mã này là A18 giúp em là ok. Đấy mình thích màu nào thôi mà. Mình thích màu nào thôi. Mình thích màu nào mình chốt cho em màu đấy. Trời ơi ok chị thi lý 5 vàng 5 hồng này ok. 75.000. A18 giúp em nhá. Xinh vô đối, xinh cực kỳ luôn. Xanh này, có xanh này, có trắng này, có hồng này và có vàng này. Đấy mình lấy màu nào mình chốt cho em màu đấy là ok. Mình lấy màu vàng cho chị thi lý nhá. Mình lấy màu nào mình cứ lên đúng mã cho là A18 cho em nhá. Bác nào chốt trước thì sẽ được trước, bác nào chốt sau thì sẽ được sau thôi. Để em qua mã cho mọi người nhá. Ok qua mã cho các chị luôn này. Hết A18 này. Sang con này em chuyên giá sốc cho các chị của em luôn. Con này mà không lấy không biết lấy con nào đâu. Con này em về 100 mấy. Chắc phải đến 200 cái. Bây giờ còn được top view ra 20 cái hay sao. 20 cái như thế này. Mã này mình lên luôn cho em là A19. Giá chưa bao giờ có nha. Hàng này là hàng Quảng Châu hết. Không phải hàng may. A19 giùm em. Áo này em truyền các bác luôn. Nhanh thì được, chậm là hết. Truyền hết. Nào khẩn trương nha các chị ơi. Sang cho em mã này mình lên luôn cho em là A19 ạ. Áo này hôm nay xin phép kỷ niệm mỗi chị một cái về dùng chơi chơi. Em sẽ chân mọi người luôn. 90.000 hai cái. Ok chưa? Chắc chị nào mà mua áo này nếu mà Mỹ rất rồi. Cái này là hàng chất zip hàng Quảng Châu cho em, không phải hàng may. Hàng này shop rẻ nhất đang bán là 100.000. Ngoài shop đang bán shop rẻ nhất là đang bán 100.000, được chưa? A19 và em cho các chị chọn màu, mình cứ chọn trước đi. Mình chọn nhanh thì mình chọn được chọn những cái màu mình yêu thích. Nếu mà không, nếu mà hết màu rồi ấy thì mình anh đến đây mất. Nếu mà bộ nào cái mẫu bộ nào mà còn 10 bộ, 20 bộ anh vứt ra đây luôn cho em đi.
rồi, chị luôn giúp em 90.000 hai cái tùy mình chọn màu này. Có hồng này, có trắng này, có đỏ. Cái này là chất zip nha em, là hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng may đâu ạ. Có bộ luôn cho em. Màu này là màu cam. Màu đen này, em đang mặc màu đen, em đang mặc màu đen. Màu vàng, được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A19 cho em. Mình cứ lên đúng mã nhanh thì mình được chốt những cái màu mình yêu thích. Mình lên mã mà chậm ấy thì mình còn màu nào thì mình cố gắng chốt cho em màu đấy. Tại vì em là sale rẻ lắm luôn rồi. Hôm trước đang bán lẻ ra là 69.000 một cái, mà hôm nay bán cho các chị có 90.000 hai cái phông. Mặc nó sướng, thực sự là mặc lên nó dáng nó đẹp lắm. Riêng cái những cái dáng như này cho em này, nó có rất là nhiều màu. Đấy, mình chỉ có lên đúng mã này cho em là A19 luôn giúp em là ok. Màu nào lên cũng rất là sang, sang mịn đẹp này, màu đen này, màu ruốc này, màu đỏ các chị này, đây màu đỏ này, đây màu trắng này. Nói chung nó nhiều màu lắm, mình chỉ có lên đúng mã cho em là A19 cho em phong ôm nhá. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về vô tư. Với giá chỉ có là 90.000 hai cái. Giá này thì không ai bán đâu đối với hàng Quảng Châu nhá. Hàng Quảng Châu này thì không ai bán 90.000 hai cái hết các chị ạ. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A. Vâng, mã nào có 12. Thế mã này có nhiều không anh? Ok em á. Đấy, mã nào có 12 bộ anh mang vào đây cho em. A19 luôn giúp em là ok nhá. Em xin phép qua mã này. Tại vì mã này không có nhiều. Không có nhiều nên là các chị phải lên nhanh. Mình lên mã trước thì mình sẽ được chốt trước, còn mình lên mã sau mình sẽ bị chốt sau. Còn màu nào thì mình sẽ chốt màu đấy luôn giúp em nhá. Được chưa? A19 giúp em là ok. 45.000 một cái rẻ nhờ. Nhập vào là 6 mấy rồi đấy. Nhập vào là 65 em. Hôm trước em bán cho các chị 69.000 một cái đấy. Và hôm trước là về hàng bán cho một người 69.000, mà hôm nay bán có 90.000 hai cái. Rẻ quá, toàn màu đẹp. Hết hàng luôn, qua mẫu nha. Qua mẫu nha các chị ơi. Đây, sang cái bộ Adidas này. Bộ này em còn một chục bộ màu đỏ là hết hàng. Bộ này các chị phải lên ngay. Sang cho em mã này là A20 nhá. Bộ xịn xịn, đẹp luôn. A20 các chị này, sang chưa? 60 cân đổ cho em vô tư này. Ê ôi, đẹp dã man. Size M 69.000 A20. Chị nào lấy A20 thì mình chốt A20 cho em nhá. 69.000 A20 và kèm số dùm em. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Sang xịn mịn đẹp. Ê ơi, dã man chưa? Chị nào lấy mã này thì mình cứ lên đúng mã này cho là A20 cho em. 69.000 nhá. Bộ Adidas size M cho em. Em là một đứa nghiện đát lắm. Đát ơi, em nghiện ơi là nghiện luôn. Em nghiện dã man con ngang, không hiểu vì sao mà em nghiện thôi. Em nghiện lắm luôn ấy. Ok, chị xin ý 5 này. A20 dùm em nhá. Mã nào lấy A20 thì mình chốt A20 luôn giúp em là ok. Anh bảo chị lấy luôn 5 nhá. A20 dùm em là ok nhá. Sang xịn mịn đẹp. Thế là em còn 4 bộ thôi. Bác nào lấy nhanh thì mình chốt nhanh luôn giúp em. Adidas dùm em nhá. 100% là chất cốt tông hàng Quảng Châu. 69.000 dùm em. Hết hàng 20 luôn này. Hết 20 nhá mọi người nhá. Qua mã luôn. Qua mã luôn nha các chị ơi. Hết 20 rồi. 20 em hết hàng. Bộ này có nhiều quá. Có 10 này này. Anh lấy thêm thêm bộ đát có cái loại nào mà còn ít ít không? Hay có những cái màu này thôi? Hình như là ba lỗ là nhiều nhất đúng không? Ok. 40 cân đổ lên. 60-65 cân đổ với cho em. A21 dùm em nhá. Và sẽ trên bộ này cho mọi người. 69.000. Ê ôi. 69.000 một bộ đồ. Quần em mặc 85.000 thôi. A21 dùm em. 69.000. 60 cân đổ về vô tư. Dã man chưa? Có 10 bộ, nhanh thì được, chậm là hết. Giá tri ân rồi, giá xả kho rồi. Chị nào nhanh tay vội ngay cho em mã này. Bộ lụa em hết sạch, không còn bộ nào luôn. A21 dùm em nhá. A21 dùm em, 69.000. Hết hàng. Để em đi lấy. Chị ơi, bộ đá giùm em này. Bộ đá giùm em nhá. Sang cho em mã này là A22 bộ đá. Em lên nhanh các mã cho các chị này. Lên nhanh các mã luôn cho các chị luôn nhá. A22 giùm em, 79.000 một bộ. Anh lấy thêm cho em bộ đáp đi. A22 giùm em nhá. Chủ bộ có 3 lỗ rồi. A22 giùm em này, có rất là nhiều màu như này. 79.000 một bộ. Em nhập vào em không nối deal. Em nối deal, em không bán hàng cho các chị luôn ấy. Đúng nhập vào bộ này là 90.000. Bây giờ em xả nó các chị còn 79.000 thôi. Ok chưa? A22 dùm em, nó có rất là nhiều màu.
60 cân đổ về vô tư nhá. Nhiều màu, nhiều kiểu các loại như này. Đấy, các bác chỉ cần lên đúng mã này chơi là A22 cho em bộ đá 69.000. Em chưa hết rồi các bác luôn, 79.000 một bộ đi. Giá này là giá xả kho rồi, giá vừa bán, vừa tặng, vừa bíu các bác của em rồi đấy. Màu đỏ này, nói chung có thể là LV, có thể là Gucci, có thể là Chanel. Nói chung nó là nhiều kiểu khác nhau. Đấy, từ 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư cho em. Quần nhá, đá, áo đá, quần đá luôn. Dã man chưa, chất quần dày dặn mà đẹp. Nếu mà chị nào mà mua bộ này trăm mấy là mình biết rồi. Còn mấy bộ nữa em bán tặng cho chị luôn, 79.000 đi. A22 và kèm số cho em. Có rất là nhiều màu, nhiều kiểu khác nhau. Các bác chỉ cần lên đúng mã cho em là A22 cho em là phê cho, màu đen nhá. Màu đen đấy, nó có nhiều màu lắm. Đỏ, đen, hồng. Nhiều màu ơi là nhiều màu, vơ sạc này. Nhiều màu lắm, cái này rất là nhiều màu ấy. Màu hồng nữa này. Màu nào cũng có. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đủ với kem vô tư này. Màu hồng này, phê chưa? Đây, các chị thấy màu hồng phê chưa? A22 giúp em, áo em mặc con đang còn nhá. Quần em mặc mã là A5, 85.000. Đấy, các chị cứ lên đúng mã cho em là A22 là được. 79.000 một bộ nhá, 79.000 này, phê chưa? Chất đẹp lắm, nhìn đúng quần là xem có túi ở đằng sau đấy. Mình lấy màu nào mình cứ lên đúng mã cho em là được. Cái này nó rất là nhiều màu, nhiều màu vô kể. Các bác chỉ cần lên đúng mã cho em là A22 giúp em. A22 và kèm số cho em nhá. A22 và kèm số cho em 79.000. Chị nào lấy A22 thì mình lên đúng mã cho em là được. Em xin phép qua mẫu nhá. Bộ này không có nhiều đâu, nên bác nào lấy nhanh là mình phải chốt ngay. Chốt ngay và luôn cho em bộ này, không là hết hàng đấy. Chốt ngay và luôn nha các chị ơi. Như là chị nào mà không nhanh tay là hết hàng đấy. Không nhanh tay là hết hàng nha. Là các chị nào mà chốt trước thì sẽ được trước rồi đấy. Em xin phép qua mã đi. Mã này em xin phép hết nha mọi người nhá. Không còn. Chủ yếu là màu đỏ. Chủ yếu là còn màu đỏ với màu đen. Chủ yếu là còn màu đỏ, màu đen, màu vàng để ít. Vì không còn đủ màu. Đủ màu đen không bán giá này được. A22 giúp em được ok nhá. 79.000 được chưa? Từ hôm qua đến hôm nay thì em đang thiếu người, không đọc tên được, không đọc tên nổi nữa chị ạ. Chị nào bình luận trước thì được trước trước thôi. Bây giờ các chị lượng đơn như thế, có hai người, một người bán, một người ngồi, thì thôi để đọc tên là các chị ạ. A22 giúp em nhá. Các chị biết được đi. Thấy chưa, đọc tên nữa, đọc cả đọc các chị ơi. Nếu mà đọc ấy, đọc là phải nhét giấy nhá. Anh cho cái khoản vay đây. Đọc là nhét giấy là không bao giờ kịp luôn. Em nói thật với các chị là không bao giờ lên được mã. Nó lâu, em tính em là lên mã lâu lên sức rồi lắm. Nên là không thể đọc được. Thật sự luôn các chị ơi. Hai người phụ còn không kịp ấy. Rồi, bộ này em còn mấy bộ, có 5 bộ thôi. Khi ơn kỷ niệm các chị luôn này. 65.000 A23 nhá, 65.000 đồng A23 à. Còn mình cái loại ba lỗ này thôi à. Hết loại kia hết rồi. A23 luôn giúp em. À đúng rồi, em thấy em cũng thấy là trống vắng mà. Không có đọc tên cũng thấy trống vắng chứ bộ. Nhưng mà thôi phải dần dần quen đó chị ạ. A23 giúp em nhá, 65.000 bộ này luôn giúp em, có 5 bộ thôi. A23 giúp em, 65.000 bộ Mickey Hot Hit. Như cái quần này các bác mua là 75.000 rồi. Cái quần này mọi người mua là 75.000 rồi. Buồn buồn đúng không? Em thấy buồn buồn chứ bộ, may mà cũng cái máy in nó còn in chứ không. Cứ đứng nói một mình buồn chết đi được. A23 và kèm số cho em với giá là 65.000. Bác nào lấy A23 thì mình chốt A23 cho em nhé, 65.000 đồng. Cái này mình cứ dưới là 55-56 cân đổi về vô tư cho em. 55-56 cân đổi về vô tư cho em nhé. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A23 giúp em là ok, 65.000. Qua mã luôn này, hết hàng. À anh ơi, cái bộ này nó có màu ấy. Có màu ở đây, anh đưa màu em á. Đó, có cái bộ móc màu đấy. Anh đưa màu này cho em. Sang cái bộ ba lỗ này cho em này. Em sẽ bán chân các chị nhá, nên chốt từ hai bộ giúp em đi. Bộ này mình nên chốt từ hai bộ luôn giúp em. Và em sẽ bán chân luôn các chị bộ này. Chốt từ hai bộ luôn giúp em cho dễ nhá. Bộ này em có rất là nhiều màu. Hàng nó đẹp lắm. Đây nó nhiều màu lắm. Màu vàng này, màu vàng, màu be, màu xanh, màu hồng, màu hồng nhạt, màu hồng nhạt này, màu đen, màu đen, màu trắng và màu xanh ngọc. Bộ này em sẽ bán, hôm nay em xả kho em bán tặng các chị luôn. 119.000 hai bộ đồ, được chưa, đúng không? Bộ đá là 79.000. 110 đúng không nhỉ? Ô. Thế đưa cái máy tính này ra. Không. Đưa em một cái máy tính để em đọc cái combo này cho các chị chốt này.
tặng đấy chị nhá. 125.000 hai bộ đi, được chưa? Ok đi. 125.000 hai bộ cho em đi các chị ơi. Còn quần túi đấy vào màu vàng, mình chỉ có lên đúng mã
nhé mọi người nhá. A24 giúp em là ok. Rồi chạm bác nào lấy màu nào thì mình chỉ cần lên đúng mã trên là được. Mình chỉ cần lên đúng mã trên là ok nhé mọi người nhá. Rồi chạm sẽ có màu vàng này, em giơ lại màu nhá. Màu vàng này, màu kem, nói chung bộ này xịn sò lắm. Màu xanh các chị này, đi đâu mà các chị mua được những cái bộ này 125.000 hai bộ cho em. Màu hồng đậm này, màu hồng đậm cho em nhá. Màu hồng nhạt này, đấy. Quần em mặc là A5 nhá mọi người nhá. Màu đen, màu đen. Các chị bình luận quần em mặc là A5 để máy tính bên em in đơn. Màu trắng và màu xanh ngọc. Rồi em qua mã nha. Tại vì mã này là qua mã nhanh cho các chị luôn. Được chưa? A25 luôn giúp em mọi người nhá. Chị nào lấy 25 thì à 24 nhá. Các bác chỉ cần lên đúng mã trên là 24 là được. Xét cao cấp này. Xét này về 40 xét, được có 40 xét. 8 không? 2 2 4 6 8 10. Còn 10 xét. Thế hôm nay em bán chiên cái xét này cho các chị luôn cho em nhá. A25 giúp em xét gen này. Có chị nào mà nhận được xét gen nhà em cho. Có 2 size F và M hàng cao cấp nhá. Và hôm nay em xin phép kỷ niệm mỗi chị một set luôn. Với giá chỉ có 169.000 thôi đi. 169.000 A25 và cái size luôn giúp em nhá. 169 A25. Em sẽ có màu B này. Vâng ok chị, không sao chị cứ đổi trả đi ạ. Nhà em chưa chốt đơn nên mình đổi trả được nhá. A25 giúp em set này. Size S là mình dưới 55 và size M mình dưới 60 cân cho em vẫn mua từ set gen 2 lớp. Nhưng mà nó không hề nóng tại vì cái chất gen này là chất gen mát. Chất này là chất gen mát cho em nhá. Bên trong có một lớp lót mỏng mỏng như này này. Đây các chị, mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A25 giúp em là được. Được chưa, sẽ có màu này là màu, các chị chốt cho em màu này là màu B. Màu B này. À các chị chốt cho em là màu hồng cam. Màu hồng cam. Màu này là màu kem. Hàng 2 lớp cho em nhá, không hề mỏng một tí nào hết. Màu kem này. 169.000 đúng chất sang chảnh luôn. Được chưa, mã bộ Adidas là mã số là A24. Còn các chị này, các chị lên cho em mã này là A25. Màu kem các chị này. Màu này là màu xanh. Nói chung hàng này người ta đang bán buôn hàng ở ngoài chợ là hàng 190-200 nghìn đấy. Bán buôn mà còn 190-200. Hot girl phải bán 450. Chỗ bán thì 500 mấy. Tại vì cái chất gen này rất là đắt. Được chưa? Thì cái quần cho em này. Đấy, chị mới nhận đồ đẹp lắm. Em nhé, em cảm ơn chị Hạnh. Đấy, cái màu này là màu xanh cho em. Nói chung màu nào mặc lên cũng rất là ok. Với giá chỉ có là 169.000 dùm em nhá. Màu xanh giúp em này. Cái này là khuy. Quy này là quy thật cho em, được chưa? Mình cứ từ size S và mình lấy size nào mình chốt size đấy cho em. Và cái bộ này là bộ siêu cấp. Bộ này là hàng siêu cấp luôn cho em nhá, chất đẹp lắm. Nếu mà chị nào mà mua bộ này là mình biết rồi. Hàng người ta không bán dưới 200.000 đâu. Bộ này người ta không bán dưới 200.000 đâu. Mà em bán trên nữa chỉ có 169.000. A25 và cái màu giúp em nhá, sẽ có màu xanh này. Cái này sẽ có màu xanh cho em, chất gen mềm mịn và hai lớp. Sẽ có màu xanh nhá, hàng này là hàng hai lớp luôn cho em đấy. Hàng này là hàng 2 lớp, 169.000 dùm em, hàng siêu cấp. Mình chỉ cần lên đúng mã cho là A25 và kèm màu. Các chị lưu ý là kèm màu giúp em nhá. Nhớ là kèm màu luôn giúp em nhá mọi người ơi. Có màu xanh ngọc này. Cái màu này là màu xanh ngọc luôn cho em nhá. Màu xanh ngọc này. Vải dây này là vải 2 lớp luôn cho em, màu xanh ngọc nhá. Xanh ngọc này, màu kem. Màu này là màu kem. Mình phải chốt màu cho em đấy. Mọi người phải chốt màu cho em nhá. Lưu ý là phải chốt màu cho em. Màu kem này, màu kem. Và màu này là màu hồng cam. Đấy, 169.000 một bộ. Rẻ bèo nhèo luôn. Người ta đang bán mua là hàng 19.200. Bây giờ em xả cho các chị có 169.000. A25 luôn giúp em. 48 cân mà size S đây là vừa. Ok chưa? Đấy, chị nào lấy size nào mình chốt size đấy giúp em nhá. Cái này lấy cho em đủ màu cho em. Cái này là hai loại khác nhau mà. Một loại quần em cho em. Em lấy một loại ngố, một loại dài cho em. Cái này em lấy cho em cái màu của nó đâu. Rồi sang quần này cho em này. Quần này mình lên luôn cho em mã này là A26 giùm em. Quần này em sẽ có size M, M, L, XL và 2XL. Quần này nhá. Hôm nay kỷ niệm các chị đi. Quần này mình lên luôn cho em mã này. Quần này là A26. Em sẽ có size M, size L và size M, L, XL và 2XL. Quần này các chị lên cho em mã này là A26 và kèm sọc luôn giúp em nhá. 199.000 hai cái và kèm size luôn giúp em là được. Có màu đen này. Màu đen. Sọc đen, sọc kem. Sọc đen, sọc kem này.
sọc kem nữa chị này. A 26 luôn giúp em nhá, sọc đen sọc kem. Và màu nữa là màu sọc nâu, sọc hồng đi. Với giá là bao nhiêu ấy chị ơi? 99.200 cái quần. Quần này mặc đẹp lắm mà lại có size. Đấy, mình chỉ có lên đúng mã cho là A26, mặc lên rất là trẻ. Chị em mình mặc cái áo gì cũng được, áo gì mặc lên rất là ok luôn. Mình chỉ có lên đúng mã này trên là A26 giúp em nhá. Hàng xịn mới có size, chứ bình thường những cái hàng ở ngoài nó chẳng có size đâu. Nó chỉ có một số thôi. Những cái hàng này là hàng người ta làm hàng đặt, hàng thiết kế riêng. Size to nhất mình có dưới 65 cân đối với kem vô tư. Có M, có L, có XL và có 2XL. Size to nhất là mình dưới 65 cân đối với kem. Mình chỉ cần lên đúng mã này trên là A26 giúp em là được. A26 giúp em là ok nhá. A26 luôn giúp em là được. Anh cho em một cái mã quần giả váy 916 hay là 416 cho em ấy. Hay là 516 hay 16 ấy. A26 giúp em là ok đấy mọi người nhá. 99.200 cái. Nói chung là quần này là đẹp. Quần chất u mì 916 hay 516 ấy. Quần giả váy có 3 cái khuy nhá. A26 giúp em nhá. Cái màu này màu giúp cho em này. Màu này các chị cho em là màu kem. Màu này mình cho em là màu đen. Đằng sau có bo chun. Cái quần này đằng sau có bo chun. Quần em là mặc còn hàng nhá. Em còn số lượng rất là nhiều luôn đây. Đằng sau có bo chun, quần em mặc 85.000. Mã số là A5. Chị nào lấy quần em mặc bình thường là A5 cho em. Trời ơi, A26 các chị mua 4 cái cho em 200.000, 4 cái mình mặc thoải mái. Thực sự luôn. Riêng những cái mã này cho em thì các chị để mặc thoải mái luôn cho em nhá. A26 giúp em là ok. Mã này là A26. Các chị lưu ý này, mình phải chốt đúng mã. Lúc nào bên em gọi thì mới chuẩn mã cho các chị được. Bây giờ mà mình chốt sai mã ấy, là đến lúc nhà em không gọi điện được đâu thì mình lại bảo là sai mã, được chưa? Mình vừa lên đúng mã này cho em là A26 giúp em. Với giá là 99.200 cái quần mà kèm size. Size M dành cho bác nào mà dưới 53 cân. Size L dưới 55-56 cân. Size XL là dưới 58 cân. Và size 2X chị em mình có dưới 60, thậm chí là 65 cân cho em vẫn mặc được. Tại vì cái quần này nó có bo chun ấy. Đằng sau này, đằng sau nó có bo chun như này. Được chưa các chị ơi này. Bo chun thoải mái cho em như này luôn. Mình chỉ có lên đúng mã này cho là A26 giúp em là ok nhá. 99.200 cái. Trời ơi, rẻ bèo nhiều như tơ búa luôn. Mặc nó thích các chị ạ. Mặc nó không bị xù. Mà mình form cái mặc nên rất là đẹp luôn này. Khuy bản rất là to luôn cho em nhá. Cái này là giả khóa. Đằng sau có bo chun em này. Đấy, bo chun co giãn thoải mái như này. Các bác chỉ cần lên đúng mã này cho là A26 giúp em là ok. 99.200 cái quần. Đủ size, đủ số. Mình nhớ chốt màu cho em nhá. Cái này lưu ý là các chị nhớ chốt màu dùm em. Mình nhớ chốt màu dùm em nhé mọi người ơi. Các bác nên nhớ là nên chốt màu. Mình nên chốt màu luôn giúp em nhé mọi người nhé. Tránh trường hợp là mình nhầm màu ấy. Nói chung em thấy các chị màu nào cũng đẹp. Các chị nên lấy 4 cái về mặc dần. Thật sự luôn. 4 cái thì mình phải lấy 2 màu như nào. Đấy, A26 và kèm màu cho em là ok. Sẽ có màu ruốc này. Màu kem nhá. Màu kem các chị này. Màu đen này. Đấy, mình chỉ có lên đúng mã này cho em là A26. A26 và kèm số điện thoại cho em là ok nhá. Với giá là 99.200 cái quần. Đấy, bác nào lấy 26 thì mình lên đúng mã cho là ok. Em xem nào. Không xem. 516 em. 519 thì là quần. Cái mã 516 ấy có 2 cái thôi. Anh có đem một cho em đi ra đây làm mẫu. Cái này là quần rồi. Cái mã đấy là 516. 516 hay 416 ấy. Rồi mình cứ lên đúng mã này cho em là A26 cho em là ok nhá. Nên nếu các chị có mã quần thần thánh em lên đi. Quần này đẹp lắm. Eo ơi, chất quần này. Phê loài chưa. Eo cái quần này mặc lên phê. Phê dã man. Quần này còn mấy cái nữa em chiên nốt cho các chị nhá. A27 giúp em. Nó không còn nhiều đâu. Nó còn lẻ sai vào cái mã này em không muốn lấy lại nữa. Nên em bán chiên cho các chị quần này luôn. Mình lên luôn cho em mã này là A27 giúp em. Quần mã này em không muốn chạy mã này nữa. Em sẽ bán tặng luôn cho các chị quần này luôn cho em với giá là 79.000. 79.000 một quần A27 nhá. Hàng 2 tăng mát xịn đâu là xịn luôn này. Có mã code luôn đấy. Nói chung cái quần này nó xịn to lắm. Đằng sau có nâng mông này. Có đủ size đấy. M, L, XL và 2XL. Chị em mình cố lên đúng mã này cho là A27. Và em sẽ sale luôn mọi người mã này 79.000. Đẹp lắm. Chất này đẹp. Có L hay sao ấy. Cái này có L này. L, M, L, M, XL. L, M, XL cho em. Nói chung có đầy đủ size nhá. A27 và kèm size giúp em là ok. 46. À vâng, cảm ơn. Còn đâu anh? A27
A27 luôn giúp em nhá mọi người nhá. 79.000 giùm em. Quần 3GB á các chị. Các chị thích quần 3GB vải là thích quần 3GB của mình. A27 luôn giúp em là ok. Các chị hỏi suốt nhá. Hãy tí nữa lấy ít mã về nhá. A27 luôn giúp em có nhá. Tí nữa em sẽ lấy mã về cho mọi người luôn. Chị nào lấy A27 thì mình cứ lên đồ mã này cho là A27. Tối nay sẽ có. Được chưa? Tối nay sẽ có quần 3GB vải cho mọi người. Quần 3GB vải thì em chỉ lấy loại đẹp thôi chứ em không bán loại xấu. Em không bán loại chất xấu. Nên là chị nào lấy A27 mình cứ lên đồ mã này cho là ok. Với giá là 79.000 giùm em. Cái này có ít size. Cái này chỉ còn ít thôi. Nên chị nào lấy nhanh là mình chốt nhanh nhá. Chất vu mì cho em. Hàng đẹp đấy. Dáng mặc lên đẹp. Không hề bị phô một tí nào hết. Có chị được không? Dáng quần nó phải như thế này. Mặc lên nó mới chuẩn. Đằng sau có chiếc limon này. Đằng sau có chiếc limon luôn cho em nhá. Với giá chỉ có bao nhiêu? Với giá chỉ có là 79.000 một quần. Mình chỉ cứ lên đúng mã cho là A27 cho là ok. 79.000. 79.000 giùm em nhá. Mã này là em không bán nữa nên em không sale ấy. Đây cái mã quần giả váy này. Quần giả váy thì chắc là chắn là chị nào đều phải có. Ui cái quần giả váy này. Dã man chưa? Quần giả váy này mình lên luôn cho mã này là A28. Quần giả váy luôn giúp em nhá. Xa xịn mịn đẹp luôn. Ui cái quần giả váy này. Đằng sau là quần và đằng trước là chân váy. Mã này mình lên luôn cho mã này là A28 giùm em. Có size S. Cái này lại có từ size S đấy. Size S, size M, size L và size XL. Size to nhất là mình vừa dưới là 57 cân đối với em. Chất u mì này. Đằng sau cái quần có chiếc limon này các chị thấy không? Đây có cái chiếc limon cho các chị này. Đấy. A28 giùm em. Trời ơi, một cái mã quần giả váy đẹp. 89.000 một quần A28. Các bác chỉ cần lên đúng mã này cho là A28 giúp em là ok. 89.000 nhá. Xa xịn mịn đẹp. Trời ơi, khóa đằng sau này. Nâng bông thì thôi rồi. Những cái mã này các chị mặc với áo gì cũng đẹp. Áo kiểu cũng được. Áo phông cũng được. Sơ mi cũng được. Bất kỳ cái gì đều là ok. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A30. A30 giúp em nhá. À em đọc là A28 à. Em chết em đọc là A28 thôi. Sorry mọi người. A28. A28 giúp em là ok. A28 giúp em nhá. Quần giả váy với giá là 89.000. Quần ống rộng thì em có. Em bán bao nhiêu đợt rồi. Áo em mặc 89.000 nhá chị ơi. Mình chỉ có lên đúng mã cho là A28 giúp em là được. Với giá là 89.000 một quần và kèm size S, M, L, XL. S là các chị dưới 50, 51. M là mình dưới 53. L mình dưới 54. Và XL mình dưới 56 cân cho em. A28 giúp em nhá. 89.000 quần giả váy. Cái này là quần giả váy nhá. Cái kia là quần short. Còn cái này là quần giả váy. Mình chỉ cần lên đồ mã này hay là A28 là được. 89.000 một quần giúp em nhá. Quần em đang mặc còn. Quần em đang mặc còn hàng luôn. Mình chỉ cần lên đồ mã hay là A28 thôi. Chất đẹp lắm. Quần giả váy cho em. Chất này thì nói chung là ở ngoài người ta bán rất là cao. Người ta bán cực kỳ là cao luôn. Những cái quần này ở ngoài người ta thì bán cao lắm. 60 cân thì 60 cân thì em sợ không vừa. Mình chỉ cần lên đồ mã này cho em thôi nhá mọi người nhá. Chỉ cần lên đồ mã này cho em là mã số cho em là A28 thôi em là ok. A28 là kèm số cho em là ok nhá mọi người nhá. Quần lưng cao ấy chị, nhà em không có cái lưng nào là lưng trễ đâu. Giả váy này thì chất co giãn mà, tại vì nó là chất u mì các bác ạ. Không phải là chất TC hay không phải chất cotton hay không phải chất gì đâu. Không phải chất vải mà cái này là chất u mì cho em nhá. Chất u mì nên mới có độ co giãn, chứ còn nếu mà chất vải thì em không có co giãn đâu. Cái quần vải em thì không co giãn rồi. Nếu mà chị nào muốn mua quần vải như là mình biết. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A28 thôi em là ok. A28 thôi em là ok nhá mọi người nhá. Hôm này như còn phong con heo này bán chân luôn nữa chị nhỉ. 992 cái. Còn nhiều không anh? Phong con heo này em bán chân nốt cho các chị này. Vui vẻ hân hoan hai nhà mình. Ui vải bamboo luôn này. Hai nhà mình bài mặc đấy mấy con nhỉ. A30 luôn giúp em mọi người nhá. Áo này hôm nay xin phép chiên các chị luôn. 35.000. 60-65 cân đổ về cho em vô tư. A30 dùm em 35.000 đồng thôi. 60-65 cân đổ về. Chị nào lấy A30 thì mình cứ lên đúng mã này trên là A30 cho em nhá. 65.000. 65.000 A30. À quên 35.000 chứ. Mới đọc 35 xong.
A30 giúp em 35.000, 60-65 cân đổ về vô tư. Chị nào lấy A35 thì mình lên đúng mã trên là A35 cho em nhé. A30. A30 dùm em 35.000 thôi. Vải của nó là vải bamboo đấy. Cái này là hàng Quảng Châu luôn cho em nhé. A30 giúp em nhé mọi người. Chị nào lấy A30 thì mình chốt A30 giúp em này. 35.000 một cái nhá. Chất đẹp, da xịn mịn cho em. Có hình ba chú lợn như này. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về. Mình có thể sơ vi, mình có thể mặc thả vuông là tùy mình. Nói chung là tùy các chị. Các bác chỉ cần lên đúng mã này cho em là A30 cho em thôi. A30 và kèm số cho em với giá là 30.000. Còn em mặc 85k nhá, hình như nó không in nữa anh ạ. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A30 giúp em là được. 35.000 đồng giùm em nhá. 35.000 A30. Bác nào lấy A30 thì mình cứ lên đúng mã này cho em là A30 cho em. 35.000 đồng. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy A30 thì mình lên đúng mã cho em là A30 cho em nhé. 35.000. Quần em mặc 85k. Quần em mặc là 85.000 mã A5 nhé. Quần em mặc là A5. Quần em mặc mã là A5 nhé mọi người nhé. 85.000 đồng. Chị nào lấy quần em mặc thì mình bình luận cho em mã này là A3. A5. Quần em mặc là A5 nhé mọi người nhé. Quần đấy là 89.000. Bác nào lấy mã này mình cố lên đúng mã này cho là A30 giúp em. Mã em có nhiều, 35.000 đồng. Cố gắng chốt đơn từ 2 cái nhá. Nhà em đi đơn từ 2 cái đấy. Nhà em đi đơn từ 2 cái nên mọi người cố gắng chốt đơn từ 2 cái luôn giúp em. Cố gắng chốt đơn từ 2 cái nhá mọi người nhá. Được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A30 giúp em là được. A30 và kèm số cho em với giá là 35.000. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy A35 thì mình A30. Cố lên đúng mã này cho là A30 giúp em là được nhá. 35.000 đồng. Rẻ đẹp. Rẻ và đẹp. Đẹp và rẻ. Rẻ và đẹp. A30. Quần này cho em nhá. Quần này dùm em này, hàng Việt Nam xuất khẩu luôn. Ui quần ngố à. Full size ML, XL và 2XL cho các chị luôn. Anh. Em đã chỉ đến đây rồi. Cái quần này em phải có từ size S. Từ size S đến size XL. Áo em mặc 89.000. Quần này mình lên luôn cho em là A30 nhá. A30 dùm em, A31. Sorry mọi người, A31 quần ngố cho em này. A31 dùm em. Các chị lên luôn, mã này quần này là A31. Em phải có từ size S. Từ size S đến size XL. A31 dùm em nhé mọi người nhé. A31 dùm em. Và quần này em sẽ bán trên luôn cho các chị luôn. Với giá là 59.000 một cái. Chất đẹp lắm. Quần này có đủ size đấy. Mình lấy size nào mình chốt size đấy cho em. Hàng Việt Nam xuất khẩu này. Hàng Việt Nam xuất khẩu luôn cho em nhé. Giá ở ngoài nó bao nhiêu đây? Nó không để giá. Mã này nó không để giá ở ngoài. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A31. Quần ngố sọc cho em 59.000 một quần. Áo em mặc có một size thôi chị ạ. Chỉ cần lên đúng mã này cho là A31 giúp em nhé. Với giá là 59.000 một quần. Sẽ có size từ size S đến size XL. Tương đương với chị nào dưới 60 cân giùm em. Có sọc đen này, sọc hồng này và sọc kem. Mình lấy A31, mình đừng gọi là A31 không. Là bên em không phải đến chốt đơn ở đâu. A31 kèm màu, kèm size, kèm cân nặng. Nếu mình không biết chốt size thì để lại số nha em nhé. Số điện thoại liên hệ với các chị đấy. Không có số thì nhà em gọi làm sao được. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A31 giúp em là được. Với giá chỉ có là 59.000 một cái. Hàng Việt Nam xuất khẩu luôn, chất đẹp. Từ size S đến size XL nhé. Bác nào lấy size nào thì mình chỉ cần lên đúng mã cho là A31 giúp em là ok. Sang, xịn, mịn, đẹp, có bo chun thoải mái. Quần ngố nhé. Mặc ở nhà hay đi đâu đều rất là lịch sự. Đi ngoài, đi ra ngoài các chị đi rất là đẹp luôn. A31 giúp em là được. 59.000 một quần. Quần này em về số lượng rất nhiều thì các chị mới được giá này. Bình thường ở ngoài nó không có giá này đâu. Có thể là chun 3, có thể là 3 khuy như này. Có thể là khuy như này luôn cho em. Được chưa? Mã này mình chỉ có lên đúng mã này cho em là A31 và kèm màu cho em và kèm size. Có size M, à có S, có M, có L và có XL. Size to nhất là mình vừa dưới 60-65 cân đổ về cho em vô tư nhá. Sọc kem này, sọc hồng này, sọc
sọc hồng nữa chị này. Và cái này là sọc đen luôn giúp em. A31 giúp em nhá. 59.000. 59.000 A31. Chỉ như cái bộ này còn ít. Chị nào lấy A31 thì mình chốt A31 giúp em. 59k. 59.000 giúp em nhá. Sọc đen này, sọc hồng này, sọc hồng này, sọc kem này. Đấy, mình chỉ cần lên đúng mã này trên là A31 giúp em là ok. Với giá chỉ có 59.000. 59.000 một quần thôi. Các chị mua đâu được cái quần này 59.000? Chắc là cái bộ này hết rồi đúng không anh? A31 luôn giúp em là ok nhá. Được chưa? 59 một quần. Mình có lên đúng mã trên là được và kèm size. Bộ này em còn ít. Bộ này em còn ít. Chủ yếu là em còn màu đỏ, màu hồng và màu vàng thì còn có một bộ. Bộ này em chân nữa chị luôn. A32 luôn giúp em. Bộ này vừa bán vừa tặng vừa biếu các bác luôn. 59.000 đi. A32 bộ tiểu thư cho em này. 60 cân đổ về nhá. 59.000. Có đỏ, có kem, có đỏ, có vàng và có hồng. A32 giúp em với giá là 59.000. 59.000 một bộ A32 nhá. Lên đúng mã này trên là A32 giúp em là ok. 59.000 giúp em. Sang chưa? Đỏ này, hồng này, vàng này. A32 60 cân đổ về bộ tiểu thư. Em còn màu đỏ là chủ yếu nên là em chiên cho chị bộ này luôn với giá chỉ có 59.000 thôi. Áo này mình mặc jean cũng được. Mình mặc riêng cái áo này cho em cũng rất là ok. Có màu đỏ này, màu đỏ, màu hồng và màu vàng. Nói chung là màu đỏ nó nhiều hơn. Cho chị Trần Văn An nữa là hết là thế. Còn mỗi màu đỏ này, ok. A32 giúp em nhá, còn mỗi màu đỏ thôi. Chi ân các chị với giá là 59.000 một bộ đồ. Sang xịn mịn đẹp. Cái này là vải đứng xước cho em. Vải là đứng xước nhá. Chị nào lấy A32 thì mình chỉ cần lên đúng mã cho là A32. Em còn mỗi màu đỏ thôi. Còn mỗi màu đỏ, chị nào mà thích màu đỏ thì mình chốt em hoặc A32 giúp em. 59.000 nhá. 59.000 giúp em là ok. A32 59.000. Cái bộ đá này, khi nào anh cột vào cái hãng cái bộ đá này. Cái phòng này còn nhiều không anh? Còn nhiều. Rồi salon em ở đây chị ơi. Mình từ 40 cân đổ lên 60-65 cân. Ui cái con hoàng này này. Hôm nay em chưa hết các chị đi. Phong Mỹ luôn cho em nhá. 35.000 một cái. A33. A33 dùm em. A33 dùm em. 35.000. 35.000 một con áo phong hoàng Quảng Châu Phong Mỹ cho em. 65 cân đổ về vô tư nhá. Em còn được tầm 50 cái. Chiên hết cho các chị với giá là 35.000 thôi. Cái này là giá sang tay cho các chị đấy. Chấp nhận lỗ 10.000 cũng được. Tại vì cái hàng này em nhập vào là hàng 4 mấy rồi. Em chiên cho các chị với giá là 35.000. Chưa ai có bán áo này 35.000 hết. Không ai bán áo phông hoàng Quảng Châu mà 35.000. Trong khi bây giờ nhập vào toàn bán hàng 80-90.000 hết nhá. Ngoài cái gì? Vẫn là 70.000. A33 giúp em. 35.000 một cái phông này. Mình mua về cho em trai, mua về cho anh trai, mua về cho bố, mua về cho chồng mình cũng được mà các chị mặc cũng được luôn. Quần em mặc có đủ size nhé chị ơi, có size XL. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A33. Áo này em chân các chị với giá chỉ có 35.000. 35.000 áo phông như này. Chắc rất là đẹp, hàng phông Mỹ cho em nhá. Mình chỉ cần lên đúng mã cho là A33. Chị Trần Lan đủ màu, còn đâu còn màu cũng được. A33 giúp em là ok. Bao nhiêu tiền cho chị? 35.000 đồng. 35.000 một cái áo phông như thế này thôi. Trời ơi, sale rẻ lắm rồi các bác ơi. Không thể giá nào rẻ hơn được nữa rồi. 35.000 là em chấp nhận lỗ rồi. Tháng này để tháng kia thì em chấp nhận lỗ được các chị rồi. À chị ơi, đơn nhiều quá. Các bạn đang gọi điện nhá. Các chị tí nữa để nghe máy luôn giúp em. Được chưa? A33 giúp em là ok này. Sang con váy này luôn giúp em là được. Váy này sang. Anh kho anh phải để ý cho em cái mã nào dài, mã nào quần cố hay mã nào quần sóc không nó lộn lẫn hết. Rồi xong váy 3D luôn giúp em nhá. Từ 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ về vô tư. Các chị đen cho mã này là A34 giúp em. A34 luôn giúp em nhá mọi người nhá. A34 luôn giúp em. Váy em sẽ chân các chị với giá chỉ có 59.000 thôi. Xinh chưa? Dạng của nó là maxi dài, váy phông 60 cân đổ về. Lên đúng mã này trên là A34 là được. 59.000. 59.000 giúp em nhá. A34. Bác nào lấy A34 thì mình muốn lên đúng mã này trên là A34 giúp em. 59.000. Sang xịn mịn đẹp. Trời đất ơi, 60-65 cân đổ về vô tư này. Có ai bán cái váy này mà có 59.000 đúng không chị? Chẳng ai bán hết.
A34 giúp em nhá. Hàng là hàng nằm trong túi zip như này. Túi là túi zip như này luôn cho em được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A34 giúp em là được. Với giá chỉ có 59.000 một váy. Mình từ 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ về cho em vô tư. Nó là chất liệu là váy 3D nhưng mà chất nó đẹp. Chất nó đẹp thực sự. Cái chất này 59.000 đồng giùm em, rẻ như bèo, rẻ vừa bán vừa tặng các chị luôn ấy. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho là A34 giúp em là được nhá. 59.000 giùm em, cái này có số lượng ít. Này, hãng của nó phê cho. Đấy, bác nào đấy A34 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A34 giúp em. Với giá là 59.000. 59.000 một váy giùm em nhá. Mình từ 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ về vô tư. Các bác chỉ cần lên đúng mã cho là A34 giúp em là được. 59.000. 59.000 một váy thôi, dáng maxi dài nè. Trời ơi, cái dáng này bố bí con cho em được tốt. 60 cân đổ về cho em vô tư. Nhìn cái mác của em này, áo hoa tốn em sẽ lên nhá. Đây các chị nhìn cái mác của em chưa, đẹp long lanh chưa, như này được chưa? Mình chỉ cần lên đúng mã cho là A34 giúp em là được. 89.000 giùm em nhá. Các bác chỉ cần lên đúng mã cho em mã này là A34 giúp em là ok. 89.000 được chưa? Chị nào lấy A34 thì mình chốt A34 giúp em, thấy còn sót. Cần lên đúng mã này cho là A34 giúp em là được nhá. 89.000. 89.000 đồng A34. Khi nào lấy A34 thì đúng cho là A34 cho em nhá. 89.000 nhá. Từ 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ về vô tư. Bác nào lấy A34 thì đúng cho là A34 cho em là được. 89.000. Cái sót là nó mát khác. Cái quần ngố là nó mát khác thôi. Đấy là anh mở, cái đấy là mắc quần sót, cái này là Việt Nam xuất khẩu là mắc quần ngố. A34 giúp em nhá mọi người nhá. 59.000 A34. Ai lấy A34 thì mình cho là A34 giúp em. Không này còn nhiều mà, cái này còn hai màu mà. Trắng hồng này, sai cái mã không này. Nhìn thấy luôn, cái mã này là A35 giúp em nhá. 40 cân đổ lên, 60-65 cân đổ về vô tư này. Bây giờ toàn sale áo không rồi, các chị giá rẻ beo luôn ý. Toàn sale giá rẻ, ôi là rẻ luôn. 75.000 hai cái. 75.000 hai cái, lên cho em hay là A35 luôn giúp em. Từ 40 cân, xong đơn giản chị. 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ với kênh là vô tư. Em xem cho em cái mã quần sóc này. Có cái mã quần sóc màu kem đó. A35 luôn giúp em nhá. 75.000 hai cái. 60-65 cân đổ với vô tư. Chị nào lấy A35 thì mình chốt A35 cho em. Đấy là quần sóc. Em mở ra xem quần sóc hay chân nào. Cho em một mã quần sóc nữa không. A35 luôn giúp em nhé mọi người nhá. Đây chân máy rồi. 75.000 hai cái cho em. Có màu hồng và màu trắng. Mình thích màu nào thì mình cứ lên đúng mã này cho là A35 luôn giúp em. 40 cân đổ lên 60-65 cân đổ về là vô tư nhá. Chị nào lấy A35 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A35 luôn giúp em là được. Với giá là 75.000 hai cái. Trên kệ anh, anh xem trên kệ còn không. A35 luôn giúp em nhá. 59.000 mà chị. 59.000 mà. À đấy, em bảo 59.000 nhá. A35 giúp em nhá. 75.000 hai cái. A34 cái váy đấy là em bảo là 59.000. Em đang bảo với anh đây là 89.000 là nhà em đâu. Không ăn cái đấy. 59.000. Đây sai nữa chị, một mã quần sóc nữa thôi. Em quần sóc anh còn nhiều không? Cái gì chân váy. Quần sóc là quần giống như các đàn ông mặc á, là có hai ống, cái này có một ống thôi. À, thế lâu lâu em lại hay đọc lộn ạ. À. Em lâu lâu cũng hay đọc lộn. Lấy cái mã quần sóc đi. Đúng rồi. Anh xem ở trên kệ còn không cái tua luôn ấy. Đâu? Cặp này là mã 189, 18392. Có một cái mã Turo Rack nữa. Sai cho em mã này là A37 luôn giúp em nhá. A37 luôn giúp em. Quần sóc bò này có nhiều lắm. Có thể là bắt gấu, có thể là xuông như thế này. Em ra xem còn nhiều này em biết được. Mã này bị lên luôn cho em A37 cho em này. Như còn lẻ sai thôi sao á. A37 quần này cho em nhá. Quần này em sale luôn các chị luôn. A37 35.000. Không phải quần đấy, quần bò cơ mà anh ấy, quần thô. A37 luôn giúp em, quần này có ít, còn một ít xiên nữa chị, 39.000. 39.000 A37 cho em nhá, quần này có ít thôi. Quần đấy chân váy rồi.
39.000 đồng, có thể là rách, có thể là cái cặp cái vắt gấu của nó là rách, có thể là vắt gấu như này. Cho em ý đây luôn, cho em 237 cho em nhá. 39.000 có S, có M, có L. ML dùm em 39.000 đồng ML. A37 dùm em nhá, 39.000. Bác nào lấy A37 thì mình cứ lên đúng mã này, cho là A37 luôn giúp em là được. 39.000 đồng dùm em. Cái này là chân váy em ạ. A37 luôn giúp em nhá, 39.000. Còn đấy còn ngố. Chị nào lấy A37 thì mình cứ lên đúng mã này cho là được. 39.000 đồng đi. Nó có thể sai lắm, hình như cái này có thể sai thôi. Em có lẽ sai cái mã này hay sao ấy, cái mã này có lẽ sai thôi. Chị nào lấy A37 thì mình cứ lên đúng mã này chơi là A37 cho em nhá. Với giá là 39.000. 39.000 dùm em, cái này có S, có M, có L. Mình lấy size nào thì mình cứ lên đúng mã chơi là được. Xây luôn các chị mã này với giá là 39.000 hết rồi. Em hết luôn rồi này. Đây cái mã này là quần ít này. Cái này là quần sóc thâu hàng Quảng Châu nhá. Mình lên luôn cho em là A38 luôn giúp em. Quần này là quần sóc thô hàng Quảng Châu. Size to nhất là mình cứ dưới 60-65 cân đổ về. A38 luôn giúp em nhé mọi người nhé. A38. Chị nào lấy A38 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A38 giúp em là ok. Quần này chiên cho các chị quần này luôn cho em 65.000. 65.000 giùm em. Quần này là quần thô hàng Quảng Châu chất đẹp. 60 cân đổ về nhá. A38 giùm em có chữ BT theo này. Với giá là 65.000. Chị nào lấy A38 thì mình chốt A38 cho em. Có size S và size M. Size S dưới 55, size M dưới 60 cân cho em vẫn ok. Để cho SML cho em đó. Nói chung cái giá này là rất là dễ mặc. Cái quần này là siêu dáng dễ mặc luôn cho em. Chỉ cần lên đúng mã này cho em là A38 giúp em là được 65.000. Quần thô bo chun hàng Quảng Châu chất đẹp. Tại vì nó còn mỗi màu kem. Đây là em sale chỉ với giá là 65.000 nhá. Chứ bình thường không có giá này đâu. Hai size SM giùm em. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A38 giúp em là được nhá. A38 và kèm số giúp em là ok. Có S và có M nhá. Hai size SM mình lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho là A38 giúp em là được. Hai size SM nhá. Hai size SM cứ lên đúng mã này cho là A38 giúp em là ok. Có S và có M. Mình lấy size nào thì mình cứ lên đúng mã cho là A38 giúp em là được nhá. Với giá là 65.000. 65.000 một quần A38. Hai size SM. Mình lấy size nào mình chốt size đấy giúp em là được. Được chưa? A38 giúp em là ok. Hai size M nhá. Có size S và size M. Mình lấy size nào mình cứ lên đúng mã cho là A38 giúp em là ok. Là có đơn. Với giá là 65.000. 65.000 đồng giúp em nhá. 65.000 A38 này. Chất này nó chất nó đẹp. Không phải chất xấu. Hàng chất này thua đi. Bộ này còn mấy bộ? Chị Ân với chị Nốt A39. A39 giùm em nhá. Bộ này em còn mấy bộ thôi. A39. Thế tối không đọc lại những cái mã này này nữa. A39 giùm em nhá. Còn mấy bộ? Tặng nốt cho các chị 55.000 đi. A39 55.000. 55.000 giùm em có 4 bộ thôi. Chị nào lấy A39 thì mình chốt A39 cho em nhá. 55k. A39 giùm em 55.000 đồng. A39 55.000. Chị nào lấy A39 thì mình chốt A39 cho em. 55k có mấy bộ thôi. Cái này có mấy bộ? Khoảng đúng 4 bộ. Chia nốt cho các chị 55.000. Bây giờ đố đi tìm mã rồi đó. Ba Tư là váy phông. Áo này là chết chưa chịu. Em đây. Cái mã này là 39. Anh xem ở dưới đây còn cái bộ nào còn chục bộ cho em xem. Bộ đắt này lúc nãy em bán rồi. Bộ đắt này cùng với cái loại gì này? Vâng, đấy cùng với tí nữa anh để cột phân lại mã em xem cột đấy.
A40. 75.000. A40 dùm em nhá. A40 dùm em 55-56 cân đổi về vô tư. Chi Ân ơi, chị luôn bộ này Burberry cho em ta mát xịn sò eo ơi. Eo ơi xịn sò dã man như này. Mình lấy luôn cho em cái là A40 luôn giúp em. Anh ơi cái bộ này có những màu gì ạ? Bộ Burberry có mũ anh. A40 cho em nhá. Em sẽ lên từng màu đi. Với giá là 59.000 một bộ thôi. Em sale hết. Sale hết cho mọi người luôn cái bộ này luôn cho em Burberry theo 59.000. A40 và kèm số điện thoại luôn giúp em 55-56 cân đổ về vô tư. Nếu chị nào mà cao ấy thì tầm 57 cân các chị vẫn mặc vừa. Được chưa? Form này mặc lên rất là thoải mái. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A40 cho em là được. 59.000. Áo em mặc là 89k nhá. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là A40 giúp em là được. Với giá chỉ có 59.000 bộ này. Bộ này em sale với chỉ có 59k thôi. 59.000 một bộ. Bác nào lấy A40 thì mình cứ lên đúng mã này cho là A40 giúp em là được. 59.000 nhá. Eo ơi, tao mắc Burberry này. Hàng Burberry như này mà bán có 59.000 một bộ thôi. Ai lấy A40 thì mình lên đúng mã này cho là A40 cho em theo hoặc tít đầy đủ. Được chưa? 59.000 một bộ. A40. Hỏi lúc đấy thì không bỏ luôn mã ăn vào một cái tượng trưng. Bây giờ hỏi ai mình nhớ. 39 là cái bộ đi. 38 là cái quần đấy. Sai cho em mã này là A40 luôn giúp em nhá. 59.000 một bộ giùm em. Bác nào lấy A40 thì mình lên đúng mã cho là A40 giúp em là được. 59.000. 59.000 một bộ nhá. Đi đâu cũng không được mua giá này đâu các chị ơi. Chẳng đi đâu mà mua được cái giá 59.000 cái bộ như này hết. Burberry theo tay này. Theo tay bắt như này cho em nhá. Tay theo cho em Burberry này. Tay nó đều theo như này. Mà chỉ có giá là 59.000 một bộ. 59.000 A40. Chị nào lấy 40 thì mình cho 40 giùm em. 59.000 nhá. Form dáng rộng rãi thoải mái. 59.000 giùm em được chưa? Em đã nhớ hôm qua là hôm nay lúc anh gọi em vùng cái tay có vùng mặt anh không? Tự nhiên buồn cười. Có không? Mình lộn mấy áo bi á. Nhưng thực ra đó là cọc váy á. Đem cái váy bi vào đấy cho chị. Hàng em gửi từ 6 mà chưa thấy gì. Chị ơi inbox tin nhắn cho em nhá. Gửi từ hôm thứ 6 ạ. Để em kiểm tra. Vậy thì nếu mà gửi hôm như thế thì bên em đã nhận được rồi. Em có thấy chị Thủy Hàng sao cái váy bi vùng đâu ấy. Mọi người có thấy em không? Chứ em đều thấy các chị hết. Có em thấy chị Lan Vi này. Dạo này nó buồn. Video nó đang buồn đến các chị. Nên là mọi người cố gắng
chia sẻ livestream giúp em mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người cố gắng chia sẻ livestream giúp em nhá. Lên bộ lụa đi rồi, ok, có lên bộ lụa được các chị. Hôm nay nhiều món nhá. Hôm nay có những cái gì nhiều món lắm, cực kỳ là nhiều món. Trời ơi. Chiều em có lên bộ tối nhá. Tối là sẽ về bộ tối là sẽ về bộ bộ cọc và sẽ về quần ống rộng được các chị. Tí lên áo thun cao cấp 89 đi em với. Tí lên áo thun cao cấp 89 đi. Em vừa mới nhận đẹp hết nấc. Em cảm ơn chị Hương Hương. Áo đấy đi tối nay nhá chị ơi. Em còn một ít em sẽ lên được các chị. Nếu mà nhiều về tối nay mới có. Áo đấy về tối nhá. Tại vì em đặt tí nữa tối mới có. Đặt rồi nhưng mà tối mới có cơ. Hello mọi người. Các chị có xem được không nhỉ? Các chị xem em mình có xem được không nhá. Em có thấy chị Bích này. Mọi người ơi, mọi người xem em là mình có xem được không nhá. Áo em mà có bán hôm nay làm cho các chị giá mấy chục thôi. Áo này vô cùng xinh mà em có đủ màu. Xe lạnh mình mặc những con này mình đi chơi gọi là quá là hợp lý luôn. Trời ấy, trời mà kiểu xe lạnh ấy, mình mặc những con này đi chơi thì xinh vô cùng. Vải này là vải mềm mà mát cho em nhá. Mềm và rất là mát. Ok, bây giờ em sẽ lên những cái mã tặng đầu tiên cho các chị đã. Mã tặng này, áo khoác, áo len. Ôi, áo này hôm trước chị nào mà được tặng còn xả ra đây. Đây, con áo len này rất là, con áo khoác này rất là đẹp luôn. Áo khoác này cho hôm trước chị nào được tặng mà còn xả ra. Mọi người lên đúng mã cho em là mã tặng cho em nhá. Lên đúng mã cho em là mã số là tặng cho em kèm số điện thoại này. Những cái con áo khoác này em sẽ tặng hết cho mọi người luôn nhá mọi người nhá. Mình lên đúng mã cho em là mã tặng cho em kèm số điện thoại. Cái này nói chung là form dưới tầm bằng nhỏ này. Form dưới 55-56 cân đổ về ok cho em mã này nha các chị nhá. Lên đúng mã cho em là mã tặng. Tặng áo khoác cho em này. Nhiều lắm chứ không phải mình cái này đâu. Nhiều ơi là nhiều luôn. Mã này lên đúng mã cho em là tặng áo khoác cho em nhá. Đây chất rất là đẹp. Cái hàng này thì tầm 55 cân đổ về cho em. Dưới 55 cân đổ về nha các chị nhá. Nó là hàng kaki 2 lớp. Hàng này em nhớ là trong Tết là bán 108. Hàng này em nhớ trong Tết là bán 108. Túi zip đầy đủ như này. Mọi người lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Mã số cho em là tặng kèm số điện thoại cho em ạ. Từ 40 đến tầm 60 cân đổ về. Từ 40 đến tầm 60 cân đổ về. Em có tìm giúp chị xem có thấy cái áo dây không? Hay có cái bờ ra nào mà có cơ sen sen ở đây dài dài này đưa chị cũng được. Đây nha mọi người nhá, chất rất là đẹp luôn. Mình lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Đây để em kiểm tra xem chị nào có được chia sẻ thì bên em mới chốt con đồng này được chưa? Lưu ý là phải chia sẻ livestream mọi người nhá. Lưu ý giúp em là phải chia sẻ livestream nha các bác ơi được chưa? Để em kiểm tra nha, kiểm tra nè, xem chị nào. Đấy chưa mọi người ơi? Nhanh thế. Ok mọi người. Để kiểm tra xem sao nhé. Đây để em kiểm tra nào. Trời ơi. Mã tặng đầu tiên cho em này. Để em kiểm tra xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nhá. Chắc rất là đẹp luôn. Cái này có dưới 55 cân đổ về cho em. Mới có 135 thôi, lên đúng 200 em bắt đầu chốt nha mọi người nhá. Lên 200 em sẽ bắt đầu chốt cho các chị được chưa? Lên đúng 200 thì em sẽ bắt đầu chốt cho mọi người. Mã này được chưa? Với giá tặng luôn cho các chị với giá 0 đồng. Mã số tặng khoác đầu tiên cho em nhá, với giá 0 đồng. Chất đẹp vô cùng luôn, dòng cho túi zip hàng xịn như này. Áo 2 dây ý, áo bra là áo 2 dây nhưng mà có ren ở phần dưới giống cái áo mình đang bán kia còn xem có rộng ấy. Được chưa? Mọi người lưu ý là phải chia sẻ livestream bên em mới chốt được. Em chưa có màu đen đâu. Ok, cái tặng đầu tiên là em sẵn tặng cho chị nào đây? Mã tặng đầu tiên là em sẽ cố gắng tặng chị đầu tiên nhá. Tặng chị đầu tiên cho chị nào mà hay xem nhỉ? Có, em có thấy chị Ngọc Hà. Cái tặng đầu tiên là cho chị Nguyễn Hà đi. Chị Nguyễn Hà này, tui 940. Chị Nguyễn Hà một cái đây. Trời ơi, các bác ơi, biết chưa một con áo khoác đen màu đen không em có màu đen không màu đen ra ở đây tại đấy đấy chưa các bác ơi một con này vip quá vip luôn chứ không phải là vip nữa mà cái này là không tặng cho chị với giá 0 đồng luôn. Con áo khoác này là đang bán là 239
239 nhá mọi người nhá. Đang bán là 239 này. Đây. Áo khoác dày sụ như này. Chất vô cùng đẹp cho em nhá. Chất vô cùng đẹp luôn, đang bán là 239 nghìn. Cái này cứ dưới 55 cân đổ về cho em, ok. 55, 56 cân, thậm chí chị nào cao tầm 58 cân cho em nhá. Tại vì cái form này rất là dễ mặc. Nó là kiểu dáng rất là đẹp. Mã này các chị lên cho em mã này là tặng áo cao cấp kèm số điện thoại cho em nhá. Tặng áo cao cấp kèm số điện thoại cho em ạ. Cái này dưới 55 cân đổ về cho em. Được chưa các bác ơi? Lên đúng mã cho em là tặng áo cao cấp cho em nhá. Mã này lên đúng mã cho em thì mới có đơn. Mà nhớ là chia sẻ livestream bên em mới chốt nha. Chị nào mà không chia sẻ livestream bên em không chốt được đâu. Mã này cứ lên đúng mã cho em là tặng áo cao cấp cho em nhá. Chị nào mà không chia sẻ livestream thì sẽ không được chốt đâu nha mọi người ơi. Áo này đang bán là 250 rồi. Dòng này bên em đang bán là 250 đấy. Được chưa? Mã này các chị lên đúng cho em là tặng áo cao cấp cho em. Và nhớ là điều kiện là phải chia sẻ livestream nhá. 2 lần lên trang cá nhân, 5 lần lên trang cá nhân và 5 lần lên các nhóm đó. Chất vô cùng đẹp. Hàng này chất đẹp lắm. Hàng này là hàng cao cấp luôn nha các chị ơi. Hàng này là hàng cao cấp luôn cho em. Chất siêu đẹp luôn. Cứ dưới 55, 56 cân đổ về cho em là thoải mái luôn. Dưới 55, 56 cân. Được chưa? Lên đúng mã cho em là tặng. Tặng áo cao cấp cho em nhá. Tặng áo cao cấp để số điện thoại cho em là có đơn. Mình cứ lên đúng mã cho em là có đơn nhá. Chất dày sụ luôn. Cái này cứ dưới 55, 56 cân đổ về cho em thoải mái. Dưới 55, 56 cân đổ về cho em thoải mái luôn nha các chị nhá. Chất đẹp vô cùng đẹp luôn. Được chưa? Mã này được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em? Mà có 207 thôi, lên 300 em bắt đầu chốt mã này nha các chị nhá. Lên 300 em bắt đầu chốt mã này. Tại vì cái form này các chị biết rồi, đang mua là hàng 250, 240 đấy. Bên đây đang bán là hàng 240. Hôm nay em bán tặng cho mọi người với giá 0 đồng. Nên là mọi người cố gắng chia sẻ livestream giúp em mọi người nhá. Được chưa? Túi zip đang mắc đầy đủ xịn sò như này. Tặng luôn cho các chị với giá là 0 đồng luôn. Nên là mọi người cố gắng nhá mọi người nhá. Tặng 0 đồng này là cho chị nào đang cho chị Suka Kem em này. Suka Kem 790. Một cái áo khoác Suka Kem. Em lấy áo không cho chị ấy là đi. Là hết các cái mẫu áo kiểu cho chị chưa? Một cái mũ NI này. Mã này các chị lên đúng mã cho em nhá. Lên đúng mã cho em có theo logo ở đây. Mình lên đúng mã cho em mã này là gì ạ? Mã này cho em là mã số cho em là tặng mũ NI. Tặng mũ NI, cái mũ này là hai lớp, hai màu luôn nha mọi người nhá. Mình lên đúng mã cho em là tặng mũ NI cho em ạ. Có hai màu luôn. Cái này một trong hai đấy, hai trong một. Được chưa? Mình có thể đổi màu này. Nhưng mình nốt trái thì mình có để đổi màu kia cũng được luôn. Được chưa? Các bác lên đúng mã cho em là mã số là cho em là tặng mũ NI nhá. Em sẽ có hai màu. Nói chung là cái này thì mình đều được hai kiểu mà. Mình lột trái hay lột phải mình đều đổi được nhá mọi người nhá. Trái hay phải đều ok luôn. Mã này các chị lên cho em mã này tặng mũ NI cho em được chưa? Nó là hàng thêu như thế này, được hai màu luôn. Được lột trái lột phải mình đều đổi được. Đấy, coi như là hai trong một luôn, rất là tiện như thế này. Tặng luôn cho các chị với giá là 0 đồng mọi người nhá. Tặng luôn cho mọi người với giá là 0 đồng có thêu NI như thế này cho em nhá. Cái này mình bao nhiêu cân cũng vừa mà mình gấp đi du lịch cũng rất là dễ dàng. Mình gấp đi du lịch cũng rất là dễ dàng như thế này các chị nhá. Đi du lịch thì vô tư luôn, gấp rất là tiện, dễ dàng, thoải mái. Các bác lên cho em mã này là tặng mũ NI cho em nhá. Rồi em chốt cho chị một chị này. Tặng mũ NI cho em nhá mọi người ơi. Chị Bảo Uyên có muốn tặng à? Tặng này cho chị Bảo Uyên luôn. Một cái này. Đẹp xinh vô cùng. Rồi em sẽ tặng một cái nữa nhá mọi người để bắt đầu bán hàng nhá. Để bắt đầu lên những cái mã cho các chị này. Trời ơi. Về váy chống nắng. Váy chống nắng các chị. Váy chống nắng là áo nắng dáng dài à? Hay là quây váy hay là áo nắng dáng ngắn ạ? Rồi, mã này các chị lên đúng mã cho em là áo mũ hướng dương cho em nhá. Mã này các chị lên cho em mã này là gì ạ? Mã này lên cho em là tri ân mũ hoa cho em. Tri ân mũ hoa cho em nhá, có theo logo đây các bác này. Tri ân mũ hoa cho em, hàng này là bên em đều là hàng hai lớp, nhưng cái này chỉ đổi được một kiểu thôi. Tại vì có một cái lớp lót ở bên trong. Mã này lên các chị lên cho em mã này là tri ân mũ hoa cho em nhá. Này, rất là đẹp luôn, có theo ở đây. Bác nào lấy con này bình luận là tri ân mũ hoa cho em nhá. Rất là xinh như này, nhớ là phải chia sẻ livestream với chị nhá. Chia sẻ livestream thì bên em mới chốt được. Chị nào mà không chia sẻ bên em sẽ không chốt được đâu ạ. Lên đúng mã cho em nhá. Lên đúng mã cho em là tri ân mũ hoa. Có theo cái logo ở đây. Rất là xinh. Xinh lung linh luôn nha các bác ơi. Mã này lên đúng mã cho em là tri ân mũ hoa cho em nhá. Tri ân mũ hoa này. Bác nào lấy con này bình luận là tri ân mũ hoa nhanh cho em nhá.
chị ăn mũ hoa cho chị Thu Tâm Hồ này. Chị Thu Tâm Hồ một cái. Đây, bây giờ em sẽ lên cái siêu phẩm váy bi cho các chị. Váy bi gọi là quá là hot luôn. Váy bi hôm nay em bán giá chia cho mọi người từ 40 cân đến tầm 60 cân đổ về. Các chị lên cho em mã này là váy thêu cho em nhá. Váy à, chốt cho em mã này là xả 1. Mã số là xả 1 cho em này. Chia mọi người với giá là 49.000 con áo khoác len dày đẹp như này. Mã này các chị lên đúng mã cho em là chi à, xả 1 cho em nhá. Xả 1 cho em với giá là 49.000. Phong tay rất là đẹp luôn, tay thêu cho em này, 60 cân đổ về cho em. Mã này các chị lên cho em mã này là chi ân 1, xả 1 cho em với giá là 39.000. Xả 1 39k. Em đang nhập Facebook anh không ạ? Xả 1 cho em nhá mọi người nhá, 39.000. 60 cân đổ về cho em tay thêu này. Được chưa ạ? Bác nào lấy thì bên lên luôn cho em mã này là xả 1 cho em 60 cân đổ về. 39.000 đồng một con áo khoác đẹp như này tay thêu cho em. Được chưa các chị ơi? 39.000 60 cân đổ về cho em này. Bác nào lấy con này bình luận luôn cho em mã này là xả 1 cho em nhá, 39.000. Rất đẹp vô cùng luôn, 60 cân đổ về. Xả 1 cho em nhá, 39k. Xả 1 39.000. Bác nào lấy xả 1 bình luận xả 1 cho em nhá. 39.000 đồng em này. Xả 1 39. Ok mọi người ơi, cho chị cái móc gỗ anh. Đây. Con váy bi này các chị biết không? Hôm trước đang bán hàng váy bi này là hàng 99. Hôm nay em xả sốc cho mọi người luôn một con váy bi đẹp như này. Các bác lên đúng mã cho em mã này là A1 nhá. A1 kèm số điện thoại cho em nhá. Từ 40 cân đến tầm 60 cân đổ về cho em thoải mái luôn. Mã này các chị lên đúng mã cho em là A1. Đây con váy bi 60 cân đổ về thoải mái cho em con này các chị ơi, xinh chưa? Xinh dã man, xinh lung linh luôn, nó là dáng suông. 60 cân đổ về cho em nhá, dáng suông 60 cân. Hôm nay em bán tặng mỗi chị một con váy này luôn. Mã này các chị lên đúng mã cho em là A1 nhá, em bán tặng này. Chuẩn hàng ra ra cho các chị luôn, chất rất là đẹp, 60 cân đổ về. Được chưa ạ? Vì nó là dáng suông, dáng maxi dài này. Nó là dòng chất von nhá, siêu mát luôn. Được chưa ạ? Mình chốt luôn cho em mã này là A1 nhá. Và em bán tặng cho mọi người váy này với giá là 69.000. 69.000. Bên em còn đúng size M tương đương với 60 cân đổ về. Mình lên đúng mã cho em là A1 cho em nhá, 69k. 69.000 một con váy đẹp như này. A1 à. Bác nào lấy thì chốt ngay cho em nhá, 69.000 một váy. A1 kèm số cho em nhá, chất siêu đẹp luôn. Cho Ngọc Bích hoa A1 ạ. Cho Ngọc Bích. Chị Ngọc Hà hoa A1 ạ. Chị Ngọc Hà. Sorry. Chị Nguyễn Thị hoa A1 ạ. Chị Hải Tô. Đẹp quá.